Kính thưa quý thính giả, đây là phần thứ 5 của tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai của linh mục Emiliano Tadip và qua phần trình bày của Minh Yến và Kim Hà. Thứ 5, nghèo khó được nghe báo tin mừng. Nhờ đi giảng nhiều khắp năm châu bốn bể, vào những chốn hoang giao cũng như sa mạc phi châu, đến những trại cùi và trại giam, mà tôi nhận định được bất cứ ở đâu cũng một hiện tượng này. Chính những người nghèo, và hầu như luôn luôn những kẻ nghèo nhất trong những người nghèo, đón nhận tin mừng một cách đơn sơ. Chính họ là những kẻ mở lòng dễ dàng đón nhận, có lẽ vì chính họ là những người cần đến tin mừng hơn cả. Còn khi tôi giảng ở một số nơi bên Âu Châu, là cả một cái gì khác hẳn. Nào là não trạng duy lý của Descartes, nào là phân tích thần học, y học và tâm lý học đủ thứ. Đằng khác, tôi khám phá một sự nghèo nàn khác, nơi những người dư dật của cái vật chất, một cái chán nản và không mấy lưu tâm đến sự sống. Nhiều khi, họ nghèo nàn hơn những kẻ khác, bởi vì họ thiếu mất cái quan trọng nhất, tình yêu. Họ sống trong những nhà tù sơn son thiếp vàng. Họ có xe hơi, có máy bay, nhưng họ không biết mình đi đâu. Họ có đầy đủ mọi thứ, song chẳng có gì làm họ mãn nguyện. Tin mừng báo những tin vui cho những người nghèo khó, nhưng đồng một chật cũng kêu gọi chúng ta sống đời nghèo khó hơn, không nhượng bộ, không ham hố, thong dong, không bị kềm tỏa nào, để sống sung mãn. Kết luận, Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai nhất thiết phải đến. Ngài thực hiện những lời tiên tri thiên sai, và nơi Ngài thể hiện những dấu chỉ làm cho nhận biết Ngài là thiên sai. Chúng ta không còn phải trông chờ một vị nào khác. Các lời hứa đã thành sự. Thời thắp đuốc đi tìm Đấng Thiên Sai đã qua, bởi vì Ngài hiện tỏ chói lọi rồi, và chính Ngài chiếu rọi chúng ta bằng ánh sáng của Ngài, ánh sáng không hề tàn lụi. Không còn danh nào ban xuống cho loài người để nhờ đó ta được cứu rỗi. Đức Giêsu là cứu Chúa duy nhất, ngày hôm nay Ngài còn nói lại với chúng ta, để cho các ngươi biết con người có quyền tha tội, hãy trỗi dậy mà đi. Để cho các ngươi biết ta là sự sáng thế gian, mắt ngươi hãy mở ra. Để cho các ngươi biết ta là sự sống lại và là sự sống, hãy ra khỏi mồ mả tội lỗi. Để cho các ngươi biết ta là đường, hãy bước đi. Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, được các tiên tri loan báo. Dân Israel chờ đợi và cả thế giới cần đến. Ngày nay, Đức Giêsu vẫn là Đấng Thiên Sai. Vì tiên tri có nói đến cả các kẻ chết sống lại, tôi tin rằng việc chữa lành nội tâm là một hình thức sống lại, vì nó cho ta thông phần sự toàn thắng của Chúa Giêsu Kitô trên sự chết. Chương sau đây sẽ bàn đến điểm này. Chương 2, chữa lành bên trong. Điều mà tôi cho là tốt đẹp nhất trong cuộc canh tân đặc sủng chính là cái gọi là chữa lành nội tâm. Cũng như thể xác ta bị nhiều thứ bệnh khác nhau tấn công, cũng vậy, chúng ta có thể bị mắc phải ở bên trong những chấn thương, mặc cảm, oán cừu và bất ổn đủ loại. Còn hơn thế, rất nhiều trường hợp bệnh ngoài xác lại chỉ là những triệu chứng bên ngoài của những mất quân bình tâm lý bên trong. Và khi những cái sau được chữa lành, những cái trước cũng tan biến theo. Khi chúng ta bị tổn thương trong tình cảm, chúng ta có thể thấy mình yếu đi. Khi ta nhớ đến kẻ nào đã phản bội ta, ta cũng đâm cọc cỏ với tất cả mọi người. Đôi khi thấy mình bị lừa đảo tình yêu, từ đó lòng chúng ta sẽ khép kín trước mọi biểu lộ tình thương của người khác. Nhưng Chúa Giêsu đã đến băng bó những quả tim tan vỡ và hiến cho chúng ta một quả tim mới. Thật tuyệt vời khi khám phá thấy tin mừng thuật lại vô số những chuyện chữa lành loại ấy.
Đức Giê-xu đã chữa lành các môn đồ khỏi dính bén của cải và lòng ham hố, khỏi ham chức quyền danh vọng, sợ chết, sao xuyến sợ hãi, óc câu nệ lề luật, sợ thất bại, ghen ghét, giận hờn, oán cừu, kiêu ngạo và sai lầm. Ngài đã chữa ông bách quản khỏi mặc cảm tự ti, người thiếu phụ Samari khỏi kỳ thị chủng tộc. Ngài đã giải phóng Gia-kêu khỏi tội lấy của bất công, người thiếu phụ ngoại tình khỏi mặc cảm tội lỗi, cô gái điếm khỏi thói tà dâm, và quan trọng nhất cùng là gốc rễ của mọi sự dữ, Ngài đã chữa lành người bất toại khỏi tội lỗi. Biết bao lần chúng ta tiến lên, nhưng không thể được, ý chí bại xuội, và nhân cách ta không có sức cự lại các nghịch cảnh. Nhiều khi khác, ta tin rằng chính những kẻ khác phải sửa đổi, và ta đòi hỏi họ sự ấy, nhưng chẳng kết quả gì. Trái lại, tình huống lại hình như rắc rối, bi đát. Thực ra, tất cả chúng ta đều đã bị tổn thương, và chính vì thế mà chúng ta không có sức vượt quá những giới hạn của mình. Bản thân tôi đã được ơn chữa lành bên trong ấy. Hầu như suốt cuộc đời, tôi luôn bị bấn loạn lên khi thấy máu. Nhưng lúc tôi phải đi sức dầu cho bệnh nhân hấp hối có máu chảy, đó là một hy sinh lớn, bởi bắt đầu thấy máu là tôi toát mồ hôi lạnh, và dù tôi có cố gắng đến thế nào, cũng không tự chủ nổi mình. Một hôm tôi xem một phim chiến tranh, trong đó có những cảnh đẫm máu, thế là tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi cúi mắt nhìn xuống, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghĩ là tôi sắp ngất xỉu, tôi cảm thấy khó chịu đến nỗi tôi phải bỏ ra ngoài nửa chừng. Một hôm, Đức cha Afonso Uribe Yaramillo đến giảng tĩnh tâm. Trong thánh lễ, Ngài cầu nguyện xin Chúa chữa lành những vết thương trong ký ức, cứ theo từng giai đoạn một của cuộc sống. Đang khi Ngài cầu xin chữa lành vết thương của thời thơ ấu, tôi sực nhớ đến lúc 5 tuổi, có một lần tôi giận người anh lên 6 tuổi của tôi lắm. Sẵn con dao nhỏ nơi tay, tôi ném trúng cánh tay anh và máu chảy ra nhiều. Tôi kinh hãi khi nhìn thấy cánh tay anh đỏ lòm những máu. Rồi từ đó, mặc dù tôi đã quên câu chuyện, nhưng tôi luôn bấn loạn lên khi nhìn thấy máu. Trong lúc Đức cha Uribe Yaramillo cầu nguyện, tâm trí tôi lại diễn lại cảnh trên lúc tôi 5 tuổi. Và tôi xin Chúa chữa tôi khỏi cái ký ức ấy. Từ đó, tôi đã đi vào nhiều bệnh viện để thăm các nạn nhân bị thương nặng, song tôi không còn bị cái bệnh sợ thấy máu nữa. Nhờ ơn chữa lành bên trong, tôi đã được khỏi. Chúa đã chữa tôi khỏi vết thương của ký ức, và nhờ sự chữa lành những kỷ niệm ấy, tôi bây giờ hiểu hơn tầm quan trọng của việc chữa lành nội tâm. Nếu tôi cảm thấy bấn loạn khi nhìn thấy máu, thì đối với những người khác, một tổn thương tình cảm cũng làm họ lâm bệnh, chẳng hạn trước quyền bính. Bởi vì một hôm nào đó hồi xưa, cha hoặc mẹ hoặc thầy giáo đã xử tàn ác với họ. Nhiều trẻ em ngỗ nghịch là do những tổn thương tình cảm ấy. Cái nổi loạn của chúng ở đó chỉ cốt như để bảo vệ chúng chống lại quyền bính. Tuy nhiên, không cần chúng ta biết rõ nguồn ngọn của vấn đề trục trặc ấy, cho bằng biết giải pháp cho vấn đề. Chính một lời cầu chữa lành bên trong sẽ giải thoát chúng ta khỏi. Một cậu bé trai nọ có những nét mặt thanh tú, mịn màng, đến nỗi mọi người đều nói em giống một đứa con gái. Điều đó gây chấn thương rất mạnh nơi em, khiến em một đàng cố gắng tỏ ra đàn ông hơn các bạn đàng khác. Cùng một lúc em bắt đầu xa lánh các bạn hay chọc ghẹo hoặc chế giễu em. Lớn lên, cậu thanh niên không muốn ngó ngàng gì đến phụ nữ vì họ phản chiếu lại hình ảnh của cái mà cậu không muốn là. Đến tuổi trưởng thành, vấn đề càng thêm trầm trọng và cậu đâm mắc chứng bệnh đồng tính luyến ái. Một hôm, cậu cầu xin Chúa chữa lành nội tâm và Chúa đã giải thoát cậu khỏi vấn đề ấy. Đổ tràn đầy trái tim cậu tình yêu mà cậu không có, nhờ sự chữa lành bên trong và nhờ sức Chúa, cậu đã bỏ tật đồng tính luyến ái được. Và giờ đây, cậu sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường như mọi người. Chứng từ sau đây cho thấy làm sao một vết thương tình cảm
có thể có những hậu quả trên mặt thể xác. Một khi bên trong được lành, thì những triệu chứng bên ngoài cũng tiêu tan. Chị Madeleine Daniel minh chứng điều đó trong lá thư sau đây. Lạy Chúa, năm dấu đinh của Chúa đã chữa lành các vết thương của con. Chúa Giêsu đã đến tìm tôi, đang lúc tôi sống nguội lạnh, hơn thế nữa, sống trong tội lỗi. Tôi đang trong tình trạng sức khỏe thảm hại, đau lưng, phong thấp ở đầu gối gây ra nặng nề, như đeo đá vào chân, không thể quỳ trong giờ nguyện ngắm, đau đầu cách 2-3 ngày một lần. Tôi chẳng còn thích nguyện ngắm hay đọc sách thiêng liêng. Việc xưng tội tôi cũng dần thưa dần, và ngay cả thánh lễ, nhiều khi tôi cũng bỏ chẳng dự. Tôi chỉ còn một lời cầu nguyện duy nhất. Dầu gì chăng nữa, Chúa vẫn biết là con mến Chúa. Chính trong tình huống ấy, Chúa Giêsu đã tỏ nhan thánh Ngài ra cho tôi. Ngày 5 tháng 7 năm 1981, một chị bạn gọi tôi bảo sẽ đến rủ tôi đi dự buổi cầu nguyện cho bệnh nhân. Tôi đứng dưới cuối nhà thờ. Một linh mục có giọng nói của người Canada rất truyền cảm, trình bày một bài suy niệm đầy đức tin về năm dấu thương tích của Đức Chúa Giêsu mà đến nay tôi vẫn còn nhớ. Sau đó, cha bắt đầu tạ ơn Chúa vì đã chữa lành nhiều người. Ông nói, đây có một phụ nữ bị một vết thương lớn trong lòng, và sau nhiều năm vẫn chưa đóng sẹo, Chúa Giêsu chữa vết thương ấy và chị sẽ tìm lại được niềm vui mà không ai có thể cướp mất. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy trong tôi một niềm hạnh phúc sâu xa. Cùng một lúc, trong trí nhớ tôi hiện lại rõ ràng những hoàn cảnh đã chấn thương tôi. Cuối cùng, linh mục ban phép lành từ bàn thờ. Tôi không nghĩ ngợi gì, quỳ xuống và thật đáng ngạc nhiên, tôi tự mình đứng lên được. Lúc ấy, tôi nghĩ bụng, có lẽ chị nữ tu được lành vết thương, tình cảm ấy chính là tôi. Nhưng tôi hơi khựng lại, vì ở trong nhà thờ dự lễ có tới 20 chị nữ tu khác. Thưa cha Tadip, khi cha lên xe đi, con tiến lại gần và nói, thưa cha, nếu không chị nào tự nhận đã được khỏi, thì người nữ tu đó chính là con. Cha đã nhìn con trong im lặng và đáp, tôi cũng nghĩ như vậy. Chính từ lúc ấy khởi sự việc chữa lành. Một hôm tôi tự nhủ, nếu Chúa đã chữa lành đầu gối tôi, chắc Ngài cũng chữa lành cả chân nữa. Tôi liền gỡ những miếng đế chỉnh hình mà tôi đã đặt từ 4 năm nay và bước đi không đau đớn gì. Nhưng điều lạ lùng nhất là đây, thường khi ai chạm đến vết sẹo của thương tích cũ thì tôi cứ nghiền ngẫm mãi cái xúc phạm ấy. Xong tôi nhớ lại dụ ngôn hai con nợ. Tôi mắc nợ Chúa một ơn chữa bệnh lớn thế rồi, sao không đủ can đảm tha thứ một việc gây tổn thương bé nhỏ đó sao? Tôi liền tha thứ và cảm thấy bình an hoàn toàn. Lòng sốt sắng khi nguyện ngắm trở lại với tôi, bệnh nhức đầu biến mất và tôi là con người mới phục vụ Chúa. Khi thấy tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong đời tôi nghiệm ra rằng quả thật mọi sự đều quy về làm ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Và tôi nói từ đáy lòng, Chúa ơi, con phải cảm ơn cái người đã làm con tổn thương. Xin Chúa hãy đổ tràn đầy tình yêu Chúa cho người ấy. Ký tên, nữ thư Madeleine Daniel. Việc chữa lành nội tâm phát sinh 2 hiệu quả, giải thoát ta khỏi nguyên cớ làm tổn thương ta, và tăng sức ta để kiên bền trong đàng lành. Những chấn thương ở thời thơ ấu có tiếng dội trên cách cư xử hiện thời của ta. Một người nghiền rượu không thể ngừng uống nếu cội gốc của vấn đề của họ không được chữa lành. Họ sẽ cứ tiếp tục uống, bằng không, thay thế nào đó sẽ có một triệu chứng khác, cùng một nguồn gốc sẽ xuất hiện. Chúa đi vào sâu mãi tận cùng trong đời sống ta, tận những hang hốc sâu kín, cùng kẹt của thời niên thiếu, để xây dựng lại những gì hiện tại đang gây tổn thương cho ta. Trong một hội nghị tại Caracas, chúng tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành nội tâm một nữ tu người Canada thừa sai tại Honduras đến gần bàn thờ. Chị không thể cầu nguyện vì chị luôn ôm một nỗi buồn liên miên. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện cho chị. Ngay đó,
Một thành viên trong nhóm thấy một hình ảnh trong trí, hình ảnh một bé gái một mình đang khóc trong cánh rừng ngập tuyết. Chúng tôi hỏi chị nữ tu xem điều đó có nhắc cho chị chuyện gì không. Thế là bật khóc và kể, hồi tôi còn nhỏ, tôi sống ở Canada. Một chiều kia, đang lúc tuyết xa, tôi đi vào rừng một mình. Tuyết rơi phủ kín các dấu chân, nên tôi đã mất đường về. Không biết đi đằng nào, nên tôi đi lạc và thấy bị bỏ rơi. Tôi khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi gia đình tìm ra tôi. Đó là một chuyện rất đau lòng cho tôi. Chính từ đó tôi bắt đầu cảm thấy luôn sợ hãi. Chúng tôi đã cầu Chúa như sau. Chúa ơi, Chúa biết người chị em chúng con đã đau khổ thế nào. Hãy làm cho chị cảm thấy đang trong bàn tay Chúa, và mắt Chúa không hề rời xa chị bao giờ, vì Chúa đã coi sóc từng bước đi của chị. Đối với Chúa, không có quá khứ hay tương lai, mọi sự đều hiện tại trước mắt Chúa. Chúng con đặt trước mặt Chúa biến cố đã xảy ra cho chị trong rừng và xin Chúa chữa lành vết thương tình cảm bởi đó gây ra. Nhiều năm sau, tôi gặp lại chị khi đi giảng và chị cho biết rằng đời chị đã đổi thay từ lúc được ơn chữa lành trong nội tâm. Đằng khác, một người lành mạnh thì có sức chống mọi cạm bẫy. Họ đương đầu với mọi vấn đề không hề sợ hãi, không e ngại các lời phê bình, và không rụt rè trước những dư luận người ta sẽ nói sao. Ai đã được Chúa chữa lành, có được một pháo đài bên trong, có khả năng chống trả các cuộc tấn công, người ấy có thể cùng hát với Thánh Vịnh Gia rằng, cho đi đạo binh dàn trận đánh tôi, lòng tôi không sợ. Cho đi thiên hạ dấy lên giao chiến với tôi, lúc đó tôi vẫn một niềm trông cậy. Chứng từ sau đây cho ta thấy rõ ràng làm sao một người đã được chữa lành có thể bền đỗ trong cuộc sống mới. Tôi sống ở gia đình bố mẹ trong một bầu khí tuân giữ các lề luật và các tập tục Kitô giáo. Tôi đã theo học một trường trung học danh tiếng do các nữ tu điều khiển, và luôn luôn tôi làm đầy đủ bổn phận đạo Chúa. Tôi có thể tự hào đã được học hỏi đầy đủ về sự đạo, nhưng chưa hẳn như thế là tôi đã được huấn luyện trong đời sống đạo, vì tôi chưa hiểu đích thực về vị Thiên Chúa sống động và chưa hề bao giờ được cảm nghiệm về sự sống mới mà Chúa Giêsu đem lại cho thế giới. Năm 15 tuổi, tôi đi xưng tội và vị linh mục gây cho tôi một chấn thương nặng nề. Vì thế, từ đó, tôi không bao giờ đến tòa cáo giải. Tại sao tôi lại phải cáo tội mình với một kẻ còn xấu hơn tôi, đến cả ngày chịu phép hôn phối? Tôi cũng bỏ qua không đến tòa hòa giải. Như mọi cô gái đã đính hôn khác, tôi đi đến hôn nhân với những ảo tưởng, mường tượng sẽ hiến tất cả cho chồng và cũng sẽ nhận lại được tất cả. Tôi sinh được mấy đứa con, nhưng dần dà các ảo tưởng của tôi tan biến. Chúng tôi sống ích kỷ và tôi thiếu điều độc nhất mà tôi hằng ao ước, tình yêu. Nhiều giấc mơ đã đổi thành ác mộng và niềm hoan lạc thiên thai mà tôi chờ đợi ở hôn nhân đã biến thành hỏa ngục. Hỏa ngục ghê sợ nhất không phải là những lời kêu gào hay đánh đập, ngay cả sự căm ghét, song là vắng bóng tình yêu. Sau 7 năm chung sống, tôi khát khao tình yêu mà chồng tôi không hiến cho tôi, và cứ như thế mỗi lần đẩy tôi càng xa Chúa. Bởi vậy tôi không đi tìm Chúa, nhưng đã tìm cách đoạt được tình yêu nơi một người đàn ông có cảm tình muốn giúp đỡ tôi. Tôi tưởng như thế có thể lấp được nỗi trống trải của đời tôi. Nó cứ mỗi ngày thêm sâu rộng, vì thế tôi đã bất trung với chồng tôi. Điều mà tôi nghĩ là giải pháp thì chỉ càng khiến cho vấn đề vợ chồng tôi thêm trầm trọng, vì mỗi lần như thế, tôi càng xa chồng tôi hơn. Cách cư xử ấy, tôi cũng thấy là tồi tệ, nhưng tôi không làm thế nào khác được. Tôi lại tái phạm tội ngoại tình, và thế là đại họa. Mặt tình cảm, tôi bị tổn thương tâm hồn. Tôi tự ghét mình, khinh bỉ mình, đến nỗi tôi không còn săn sóc đến thân thể mình nữa.
con người tôi không thèm để ý đến nữa. Mặt khác, những gây hấn trong cuộc sống vợ chồng tăng thêm, và tôi đã đi đến chỗ chán sống. Tôi muốn chết bởi vì đời sống trống rỗng, không tình yêu, chẳng còn ý nghĩa gì. Lỗi tại ai? Cố nhiên tôi tự bào chữa và đổ lỗi cho chồng tôi. Cả tội ngoại tình tôi cũng cho là nguyên nhân bởi anh ta. Nếu anh ấy yêu tôi đâu có làm chuyện đó. Có đôi khi tôi còn khoái chí về sự bất trung ấy. Nhưng rút cục tôi thấy tôi khốn khổ hơn. 2 năm ròng rã tôi sống trong lo sợ, vừa tự cáo vừa đổ tội cho mình. Tôi sợ người khác biết tội tôi và chồng tôi khám phá được, nhưng họ không biết thì ích gì, bởi vì chính tôi đã biết. Cái đó như gọng kềm siết chặt tôi trong nỗi khắc khoải ghê sợ. Càng ngày tôi càng thấy mình mất dần tính người, mất đi nữ tính. Họa hiếm tôi mới đi dự thánh lễ. Tôi cứ lên trước lễ đại đi, mặc kệ lời Thánh Phaolô căn dặn, ai ăn uống mình Chúa cách bất xứng là lãnh vào mình án chết. Thôi thì, đằng nào tôi cũng bị án xử rồi, cay đắng và tồi tệ hơn trước. Chính trong trạng huống bi thảm ấy mà tôi đi dự một khóa tĩnh tâm do cuộc canh tân đặc sủng tổ chức. Và trong kỳ đó, tôi đã được thanh tẩy trong Thánh Thần. Trước đó, tôi nghĩ Chúa Thánh Thần không để cho kẻ tội lỗi. Chúa Thánh Thần chỉ đến ngự trong linh hồn sạch tội mà thôi. Nhưng bây giờ tôi hiểu rằng Chúa Thánh Thần cho phép ta đến gần Ngài với lòng thống hối, để xin Thiên Chúa ban ơn tha tội cho. Chỉ có tôi mới tự kết án mình vì đã phạm tội. Còn Thánh Thần ban cho tôi lòng hối cải và niềm tin tưởng rằng Thiên Chúa sẵn lòng tha tội cho tôi. Trong cuộc tĩnh tâm ấy, Chúa ban cho tôi ơn cầu nguyện trong tiếng lạ. Điều này làm tôi cảm động hơn cả. Tại sao tôi là một kẻ tội lỗi như thế, mà Thiên Chúa lại yêu thương tôi đến nỗi ban cho tôi cái dấu ấy của lòng âu yếm Ngài? Tôi không thể hiểu nổi một tình yêu lớn dường ấy, mà đó mới chỉ bắt đầu. Có một linh tính gì bảo tôi rằng tôi còn thiếu một cái gì tốt hơn? Chúa nhật sau, tôi đi dự thánh lễ, nhưng mặc dầu gắng sức mấy, tôi không thể làm sao lên trước lễ được. Hóa ra Thiên Chúa ngăn cản tôi đừng làm thêm một lần phạm thánh nữa. Lúc ấy tôi dốc lòng khó khăn, sẽ trở lại xưng tội khó khăn vì nó gợi đến vết thương hồi niên thiếu. Nhưng bởi một việc xưng tội mà tôi đã mất đức tin, thì để trở lại đức tin, tôi phải đi qua cùng một cửa ấy. Ngày 27 tháng 7, tôi không ngờ hôm ấy là lễ bà Thánh Maria Magdalena. Tôi đến lại tòa cáo giải sau 15 năm, tôi rụt rè tiến đến trước vị linh mục, như người phụ nữ tội lỗi xưa rón rén đến bên chân Đức Giê-xu để lau chân Ngài. Thú thật, lúc ấy nhắc lại những điều làm tôi âu sầu bấy lâu là một việc làm khủng khiếp, giống như sống lại cũng một cách mạnh mẽ như thế tất cả nỗi đau thương và trống rỗng của tôi. Tuy nhiên, khi bắt tôi phải làm điều ấy, Chúa đã cất gánh nặng mà tôi không còn thể vác nổi. Lúc đó, tôi cảm nghiệm được tất cả mức độ lớn lao của tình yêu và ơn tha thứ của Chúa Giê-xu của tôi. Linh mục không phải là cha, tha điếp, nhưng là chính Đức Giê-xu Ki-tô đang mở rộng vòng tay đón chờ tôi cách âu yếm. Ngài không xua đuổi tôi, không kết án tôi. Đối với tôi, cũng như thể tình yêu Chúa Giê-xu tỏ ra cho người đàn bà tội lỗi trong tin mừng, Chúa đã tha thứ cho tôi. Không những tôi được tha tội, mà Chúa lại còn chữa tôi lành vết thương gây cho tôi bởi lần xưng tội đầu tiên, đồng thời chữa tôi khỏi nỗi thiếu thốn tình yêu và khỏi việc ngoại tình. Chính việc xưng tội ấy đổ đầy lòng tôi tình yêu mà tôi vẫn mong cầu biết bao. Tôi cảm thấy mình là người được vững vàng lại, được tái tạo. Chính ở đây nảy nở lại tình yêu đối với chồng tôi. Tôi quỳ xuống và hôn chân vị linh mục. Nước mắt ràn rụa chảy lên chân ông.
tôi được tràn ngập trong một sự bình an toàn vẹn không thể tả xiết. Chiều hôm đó, tôi trải qua kinh nghiệm một cuộc tái sinh, nhưng lần này với hy vọng, hoan lạc và sức mạnh. Một giờ sau tôi rước lễ, không phải tôi rước Chúa, đúng hơn Chúa Giêsu đón tôi, nhận tôi, yêu tôi và lấp đầy nỗi trống vắng của đời tôi. Nhờ lần xưng tội hồng phúc ấy, tôi đã nhận được một sức lực mới bồi bổ sự yếu đuối của tôi. Tôi ý thức hơn bao giờ hết nỗi mỏng giòn của tôi. Nhưng bây giờ, trái tim tôi không còn trống rỗng. Tôi không còn phải đi ăn mày nữa, vì tôi đã tìm thấy viên ngọc quý. Trước đây, tôi muốn chết bởi vì tôi không tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Bây giờ, tôi muốn chết để được vui sướng nhìn thấy nhãn tiền Đức Chúa đã có lòng nhân hậu với tôi dường ấy. Được chữa lành khỏi vết thương xưa, tôi nay là một người phụ nữ đổi mới toàn diện như Maria Magdalena. Nhiều năm sau, tôi gặp lại bà ấy, tôi hỏi xem kỳ này bà ấy thế nào. Bà đáp, rất tuyệt, nhờ ơn Chúa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đối với con, sống xa Chúa thì khó hơn là sống dưới quyền năng Chúa Tể của Ngài. Tuy vậy, cho dẫu con có lại thấy bị cô đơn hay bị bỏ rơi, con sẽ không bao giờ còn đi tìm kiếm mối tình giả trá, vì nó phá hoại đời con. Quả thực, sự chữa lành nội tâm là một việc giải phẫu để cắt đi cái ung nhọt, đồng thời là liều thuốc bổ, tăng sức cho đời sống ta. Bản văn thuật truyện hai môn đệ làng Emmaus minh họa đầy đủ việc chữa lành nội tâm ấy. Và này, cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm họ đang đi tới một làng kia, cách Jerusalem 60 dặm, tên là Emmaus. Và họ chuyện vãn với nhau về mọi điều mới xảy ra ở đó. Xảy ra là đang lúc nói chuyện và bàn tính với nhau, thì chính Đức Giêsu tiến lại gần bên mà đi với họ, nhưng mắt họ bị ngăn ngừa sao, họ không nhận ra được Ngài. Ngài mới nói cùng họ, chuyện gì làm đề cho các ông vừa đi vừa trao đổi vậy? Họ dừng lại, bộ mặt ảo não. Một người tên là Cleopha đáp lại, duy chỉ có ông ở tại Jerusalem mà lại chẳng hay biết các việc xảy ra ở đó mấy ngày hôm nay ư? Và Ngài hỏi họ, việc gì vậy? Họ đáp, việc ông Giêsu Nazareth đã xuất hiện như một vị tiên tri quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Làm sao các thượng tế và hàng đầu mục của chúng tôi lại đã nộp Ngài cho Ngài bị án tử hình, và người ta đã đóng đinh thập tự giá Ngài? Phần chúng tôi đã hy vọng rằng chính Ngài là đấng sẽ giải thoát Israel. Nhưng với ngần ấy cơ sự, nay đã là ngày thứ ba rồi, kể từ khi các việc ấy diễn ra. Đã hẳn có vài người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi hoảng hồn, tảng sáng. Họ đã đến mồ và không gặp thấy xác Ngài. Họ về phân phô là họ đã thấy thiên thần hiện ra nói rằng Ngài đang sống. Có vài người trong chúng tôi đã đi tới mồ và đã gặp thấy mọi sự như các phụ nữ đã nói, còn Ngài thì họ không được thấy. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 6 và kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 với tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai của linh mục Emiliano Tadip và qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Bấy giờ Ngài mới nói cùng họ, hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào mọi sự mà các tiên tri đã nói. Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế, đã rồi mới vào vinh quang của Ngài sao? Và khởi từ Mô-xê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh. Khi họ tới gần làng họ phải đến, nhưng Ngài làm như thể còn ở xa hơn.
họ cố nài ép Ngài rằng: "Hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày đã xế." Nên Ngài vào nhà để ở lại với họ, và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra, và họ nhận biết Ngài, nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến đi, và họ nói cùng nhau: "Lòng chúng ta lại đã chẳng cháy bừng bừng, lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta, và giải nghĩa kinh thánh cho ta đó sao?" Ngay giờ đó, họ trỗi dậy trở về Jerusalem, và họ gặp thấy tề tựu cùng nhau có nhóm 11 cùng các bạn. Các người này nói rằng: "Thực thế, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simon." Còn họ, họ thuật lại các việc xảy ra dọc đàng, và làm sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh. Các môn đồ bị tổn thương nặng trong tâm hồn, vì Đức Giê-xu đã bị kết án tử hình. Và như thế tất cả các hy vọng cũng như ảo tưởng họ đều tan thành mây khói. Thập giá đối với họ là chuyện không thể hiểu nổi, và họ cảm thấy mất đi tất cả những ước vọng phục hưng xứ sở. Vì cái chấn thương ấy, mắt họ không thể thấy rõ thực tại. Họ nói: "Chúng tôi đã hy vọng rằng như thể họ không còn hy vọng gì nữa. Chính Ngài là đấng sẽ giải thoát Israel." Đức Giê-xu bắt đầu nhắc lại cho họ Kinh Thánh và các tiên tri rằng mọi điều ấy phải xảy ra. Như thế, phần đầu của cuộc chữa lành họ là do lời Chúa. Lời Thiên Chúa tẩy luyện và chữa lành. Đức Giê-xu nói với các môn đồ: "Các ngươi đã sạch bởi lời ta đã nói với các ngươi. Quả thật không phải cây cỏ hay thuốc rịt đã chữa lành họ, nhưng lạy Chúa, chính lời của người là thuốc chữa lành mọi sự." Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời chữa lành của Ngài. Lời Thiên Chúa từ bóng tối đã làm bật lên ánh sáng, soi dẫn ta và ban sự sống cho ta. Các môn đồ đã đi 11 cây số mà lãnh ơn chữa lành. Cuộc chữa lành kéo dài suốt quãng đường ấy, như thể muốn cho họ hiểu rằng suốt dọc hành trình đời sống, chúng ta cần lời Chúa chữa lành, lời Chúa như ngọn đèn soi. Đức Giê-xu làm như thể phải đi xa hơn, họ mới nói với Ngài: "Hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều." Đức Giê-xu vào nhà và ngồi vào bàn ăn với họ. Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra mà trao cho họ. Lúc ấy mắt họ mở ra. Thánh thể, lời và bánh mở mắt họ ra để họ có thể hiểu được mầu nhiệm sự đau khổ. Cái chữa lành ta không phải là làm mất sự đau khổ đi, song là làm ta hiểu nó. Khi ta đối diện với đấng chịu chết trên thập giá, nhưng đã thắng sự chết, khi ấy ta tìm lại được hy vọng và các vết thương sẽ lành. Người ta thông phần vào sự sống lại, và như thế người ta tìm lại được sự sống mới. Chúa Giê-xu, Thánh Thể là bí tích chữa lành, hay đúng hơn, sự hiện diện cứu độ của Ngài chữa lành cả phần xác, nhưng cách đặc biệt phần tâm hồn. Khi các môn đồ nhận biết Chúa Giê-xu, thái độ của họ đổi khác. Khi trước, họ trở về làng cũ, vừa thất vọng, vừa buồn sầu sau khi được chữa lành sâu xa, cái cay đắng ấy tan biến và mắt họ mở ra. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều lần lắm, cũng một hiện tượng như thế, các vết thương tình cảm gây ra những xáo trộn thể lý. Những cái thường xảy ra nhất là mất ngủ, ung sang, bệnh thần kinh, tê liệt, những trục trặc trong bộ tiêu hóa và có khi đâm mù nữa. Tuy vậy, một khi gốc rễ của vấn đề đã được thanh toán, triệu chứng thể lý liền biến tan. Các môn đồ từ nay đã được lành, có một não trạng mới, cặp mắt mới, họ nhìn thế giới một cách khác hẳn. Họ không còn tuyệt vọng hay bị áp chế, nhưng tràn ngập vui mừng vì họ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu sống lại. Họ trỗi dậy mau mắn trở về Jerusalem để loan tin mừng cho nhóm 11 đang họp nhau trong phòng tiệc ly. Ai đã được chữa lành bên trong thì trỗi dậy
khỏi sự rũ rượi sầu thảm. Không thể thế khác được, họ trở thành chứng nhân và loan báo sự phục sinh của Chúa Giêsu. Có nhiều biết bao những người bị chấn thương trong ký ức bởi những biến cố dĩ vãng, họ cần được chữa lành bởi vì cái vết thương sâu đậm ấy phát sinh sự sợ hãi hoặc u buồn. Tôi đã gặp những người mang trong tim một nỗi niềm cay đắng sâu sắc, làm họ thành người rất khó chịu, và chính họ cũng từ khước những cử chỉ tình thân. Những người ấy, chúng ta đừng xua đuổi họ. Họ cần chúng ta cầu nguyện để họ chặt đứt gốc rễ của các khó khăn của họ. Họ không muốn đau khổ, mà cũng chẳng muốn làm ai đau khổ. Họ bị tổn thương, vì thế họ tung tóe đau thương trên tất cả những ai vây quanh họ. Chúa Giêsu chữa lành các thương tích của con tim khi chúng ta cầu xin Ngài. Như ta đọc được điều đó trong sách ngôn sứ Malachi, trên các ngươi, những kẻ kính sợ danh ta sẽ lóe rạng mặt trời đức nghĩa trong tia sáng, mang theo chữa lành. Chúa Giêsu là mặt trời công chính và có thể chữa lành những vết thương do bao bất công của cuộc đời gây nên, cũng như người ta tắm nắng để chữa những thương tích ở trên da. Cũng một cách như thế, nếu chúng ta phơi mình trước Chúa Giêsu, Ngài chữa ta khỏi những thương tích tình cảm của cuộc sống. Cứ theo tiến trình của việc chữa lành, trái tim được giải thoát khỏi tính căm thù, hờn oán hay cay đắng, rồi chỗ đó được tình yêu chiếm cứ. Tình yêu từ trái tim Chúa Giêsu chảy ra cuồn cuộn. Chúng ta nỗ lực để tự giải thoát khỏi những oán hờn ấy, nhưng đơn độc một mình, ta không thành công. Ta cần đến một quyền lực cao hơn chữa lành ta. Quyền lực ấy Chúa Giêsu có, Ngài là đấng làm mới những con tim bệnh hoạn. Chứng từ sau đây chứng tỏ việc chữa lành nội tâm không phải cái gì ma thuật phù phép, nhưng nó đòi hỏi người bệnh phải cộng tác phần mình vào. Nói một cách nào đó thì phải trả giá cho việc ăn năn trở lại, cho dù đó là một ơn tha thứ hay một cái gì ngăn trở đời sống phát triển đến độ sung mãn. Một đôi vợ chồng kia gặp những rắc rối nặng nề, vợ bỏ nhà ra đi sống với một người đàn ông khác, nhưng sau đó ít lâu, chị vợ hối hận vì đã lầm lỡ và muốn trở về. Anh chồng không muốn đón nhận lại, nhưng vì cha sợ thôi thúc, anh mở cửa nhà cho chị về, nhưng không mở cửa lòng. Anh không thể nào tha thứ và nối lại niềm tin tưởng nơi vợ anh. Mối tương giao đã bị đứt đoạn và trái tim anh bị tổn thương đến mức anh đâm bất lực. Anh đi khám các bác sĩ chuyên môn, họ điều trị anh bằng nội tiết tố và những pha chạy điện, nhưng chẳng có kết quả tích cực nào. Trong một buổi cầu nguyện chữa lành bệnh nội tâm, người ta bảo cho anh biết nguồn gốc của sự bất lực của anh là do anh không thể tha thứ cho vợ mình. Anh thú nhận là điều ấy anh không thể. Thế là việc đầu tiên mà chúng tôi làm là cầu xin Chúa cho anh ta có can đảm để tha thứ. Cuối cùng, bằng một quyết định của ý chí, anh đã tha thứ. Đó là một nỗ lực quá sức nên anh ngã xuống bất tỉnh trong mấy phút. Sau đó, anh trỗi dậy và trở về nhà với một nét mặt đổi khác. Hôm sau, anh đến bày tỏ, chúng tôi như sống trong một tuần trăng mật mới, có khi còn đẹp hơn tuần trăng mật đầu tiên. Người đàn ông ấy không cần thuốc, không cần điều trị để được khỏi bất lực. Cách cần cho anh ta là chữa căn gốc của vấn đề, tha thứ cho vợ. Một khi cầu nguyện cho anh được lành cái bên trong ấy và anh đã làm được việc tha thứ, thì vấn đề trục trặc kia biến mất. Chúa muốn ban cho chúng ta một trái tim hiền lành và khiêm nhường như trái tim Ngài. Nhưng để được như thế, chúng ta cầu Ngài chữa lành chúng ta như Ngài đã chữa lành các môn đệ làng Emmau trước đó những buồn sầu, thất vọng. Thời Đức Giêsu, khi phát hiện người nào bị phung hủi, người ta đưa họ rời xa khỏi cộng đồng vì họ trở nên nguy hiểm, làm lây bệnh cho người khác. Nhưng Đức Giêsu là sung mãn sự sống, Ngài sờ đụng người phung hủi và không bị lây, trái lại còn giải thoát họ khỏi bệnh. Chí lý thay lời sứ ngôn đã nói,
chính các bệnh tật của chúng tôi Ngài đã mang, chính các đau khổ của chúng tôi Ngài đã vác, và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương dược chữa lành. Đó là điều Đức Giêsu ban cho, sự sống, sức khỏe, vui mừng, bình an và hạnh phúc, bởi vì đối với Ngài chẳng có gì là không thể được. Nếu bạn bị tổn thương, đừng nói, trường hợp thật là tuyệt vọng, không có trường hợp nào tuyệt vọng cả, mà chỉ có những người đàn ông và đàn bà tuyệt vọng, vì họ không biết Chúa Giêsu. Nhưng từ ngày mà bạn kinh nghiệm được sự gặp gỡ đích thân với Ngài, và bạn khám phá được tình yêu chữa lành của Ngài, tất cả sẽ thay đổi. Thầy đã chẳng nói với con, nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Đức Giêsu nói với bà Martha như thế, và bạn sẽ thấy vinh quang ấy chiếu sáng trong chính đời sống bạn, vì Thiên Chúa sẽ ban cho bạn một trái tim mới, cặp mắt mới, tâm não mới. Bạn có thể là một đàn ông hay một đàn bà đang đắng cay, đầy oán hờn, chỉ trích hết mọi sự, nói xấu mọi việc, và không có gì là vừa ý cả. Nhưng trong mức độ Đức Giêsu biến đổi trái tim bạn, Ngài đổi bạn thành ra một người đàn ông hay đàn bà có đầy những tâm tình của chính trái tim Ngài. Khi ấy, bạn có thể là chứng nhân của nước Thiên Chúa và của quyền năng Người. Nhiều người kết án kẻ khác rằng thằng ấy thật là đồ xấu xa, nhưng thực ra không có người xấu xa, mà chỉ có những người đàn ông, đàn bà đang vật lộn với những vấn đề khó khăn đang nghiền nát họ. Chúa Giêsu đã đến bẻ gãy xiềng xích và ban cho họ tự do. Cái ta cho là xấu chỉ là cái mà cần Chúa Giêsu phải chữa lành. Khi tên trộm cướp cùng bị đóng đinh thập giá van nài, xin Ngài nhớ đến tôi khi Ngài đến trong nước của Ngài. Đức Giêsu không đáp, hừ, người đã rất xấu xa, đã cướp của giết người, để tao coi lại đã. Hoặc Ngài cũng không đáp, đợi tao ngày mai bàn chuyện này với cha tao xem, để xem người nghĩ sao về trường hợp của mày. Nhưng vì Thiên Chúa đã ban mọi quyền bính trên trời dưới đất và trong địa ngục cho Đức Giêsu, cho nên Ngài mới nói chắc chắn với tên trộm cướp, chính hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng là một với ta. Chính như thế mà Thánh Thần trổ sinh trong đời sống ta những hoa trái của tình yêu Ngài. Có những người thay đổi hoàn toàn các tâm tình họ đã có trước kia, đến nỗi những người khác đem bỡ ngỡ hỏi nhau, cái gì đã xảy ra cho hắn vậy? Trước kia hắn rầu rĩ, luôn chỉ trích, lúc nào cũng cay chua, còn bây giờ hắn vui tươi nhẹ nhàng, hắn không còn lê bước nữa, mà phải nói là hắn chạy, hắn bay, hắn quả quyết là Chúa Thánh Thần đã ban cho hắn những cảm tình có trong trái tim Chúa Giêsu. Ta không thể xét đoán kẻ khác, họ đã bị tổn thương và vì thế họ gây đau thương cho kẻ khác. Thay vì kết án họ, ta phải cầu nguyện cho được lành bệnh con tim. Chúng ta sẽ có những giây phút ngạc nhiên thích thú, bạn sẽ thấy Chúa sẽ dùng bạn thế nào để chữa lành trái tim bị thương của con bạn, vợ bạn hay chồng bạn. Đây là hai mẫu chuyện về chữa lành bên trong. Thiếu phụ Samari được lành mối kình địch chủng tộc đã kéo dài từ thời tổ tiên truyền kiếp hàng thế kỷ giữa người Samari và người Do Thái. Sau khi được chữa lành, chị nhìn nhận Đức Giêsu là đấng hiên sai và đi kháo láo với mọi người trong thành Samari. Tôi đã gặp Đức Giêsu. Và rồi chị dẫn họ tới Đức Giêsu và Ngài vào trong thành họ lưu lại vài ngày. Phêrô được lành vết thương do các lời chối thầy gây ra. Người ta thấy được việc chữa lành Phêrô trong tin mừng. Phêrô đã chối Đức Giêsu 3 lần ngày thứ 5 tuần thạch. Đang khi thầy bị thẩm vấn bởi ông đại tư tế, thì ngoài sân, các đầy tớ và lính gác đốt đám lửa và ngồi chung quanh sưởi ấm. Một nữ tỳ hỏi Simon, chẳng phải anh cũng là một trong các môn đồ của ông ấy? Phêrô đáp, không, không phải tôi. Sau một chập, người khác thấy ông thì nói, cả anh nữa, anh cũng thuộc bọn đó. Nhưng Phêrô nói lại, không phải đâu. Cách chừng một giờ sau, một người khác quả quyết,
Tôi có thấy anh ở trong vườn cùng ông ấy mà. Phêrô chối thêm một lần nữa, và ngay lúc ấy thì gà gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Phêrô sực nhớ lại lời Chúa Giêsu: "Hôm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần." Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết. Phêrô đã gặp cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn dịu dàng, cái nhìn thông cảm và tha thứ, không chút oán giận hay trách móc. Chính vì cái nhìn yêu thương ấy mà việc chữa lành nội tâm Phêrô bắt đầu. Sau khi sống lại, khi Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đồ trên bờ hồ Tiberias, Ngài tự tay đốt lửa để nướng cá, dọn bữa ăn, rồi Ngài gọi riêng Phêrô ra một nơi mà hỏi ông 3 lần: "Simon, con có mến thầy không?" Phêrô đáp lại mỗi lần hỏi bằng câu: "Lạy Chúa, Ngài biết con yêu mến Ngài." Vết thương do 3 lần chối thầy được chữa lành bởi 3 lần bày tỏ tình yêu, cũng như đống lửa nào cũng nhắc Phêrô không ngừng tới những lời chối thầy, thì đống lửa do Chúa Giêsu đốt lên trên bờ hồ cũng nhắc ông không ngơi đến tình yêu của ông đối với Chúa Giêsu. Chương 3. Chúa Giêsu đang sống. 5 năm sau khi xuất bản quyển Đức Giêsu đang sống, tôi mới thấy rằng nó nằm trong chương trình của Thiên Chúa, ngay cả trước khi tôi nghĩ sẽ viết nó. Sau một cuộc tĩnh tâm, tôi nói với Faith Smith, tôi cầu nguyện cho rất nhiều người, nhưng rất ít người cầu nguyện cho tôi. Chị có muốn làm điều đó cho tôi không? Chị ấy đã vui vẻ nhận lời. Chị đặt tay trên tôi và sau khi đã cầu nguyện trong tiếng lạ, chị bật cười và lúc ấy chị hỏi tôi: "Cha đã viết quyển sách nào chưa?" "Chưa. Ngoài vài bức thư gửi loanh quanh cho bạn bè và đôi bài đăng trên vài tập san." Tôi thấy một thị kiến, ở đó thấy nhiều người vui cười và hân hoan, đang khi đọc một quyển sách mà cha đã viết. Thời gian trôi đi, một hôm Jose Brado xin tôi cho phép anh xuất bản một ít những lời giảng dạy của tôi đã được thâu băng cassette. Tôi đáp: "Thế tại sao anh không giúp tôi viết một quyển sách? Tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa về 10 năm làm công tác rao truyền tin mừng." Chúng tôi đã đến La Romana, Tamnagua, đến Pimento. Chúng tôi đã phỏng vấn một ít người và tôi đã trao lại các tài liệu ấy cho anh. Chúng tôi cùng nhau soạn lại và 6 tháng sau xuất bản quyển Đức Giêsu đang sống vào năm 1984. Tôi hết sức ngạc nhiên, thấy nó tức khắc được dịch ra nhiều thứ tiếng. Điều kỳ lạ nhất mà những ai đã đọc nó luôn nói với tôi một điều này: "Thưa cha, con vui sướng được đọc quyển sách của cha, con đã cười thật nhiều và nó đã cho con nhiều hy vọng." Có những người khác nói là đã khóc, và một số khác nói là đã được lành bệnh. Tôi nhận được một lời phê bình tuyệt vời trong lá thư sau đây, đề ngày 27 tháng 11 năm 1984. "Cha Emiliano thân mến, trước hết, con xin cha tha lỗi nếu con viết cho cha với giọng thân tình. Nhưng quả thật, sau khi đọc quyển Đức Giêsu đang sống, con có cảm tưởng tất cả quyển này chỉ là một lá thư dài cha viết riêng cho con, bởi vì sứ điệp trong đó thì sáng sủa và tâm tình thương yêu mà cha tỏ ra đối với các anh em của cha trong Chúa Kitô thì lộ ra rõ ràng đến nỗi ai ai cũng phải cảm thấy ít nhất là lòng biết ơn và yêu mến đối với người mà Chúa Giêsu đã dùng để truyền sứ điệp này. Xin cha nhận nơi đây tâm tình thán phục, tôn trọng và lời chào thắm thiết của một người anh em của cha trong Chúa Kitô Giêsu." Ký tên Rafael Gutierrez. Trong kỳ đại hội nghị đại kết ở Kansas City, Hoa Kỳ, với 45.000 người tham dự, nữ tu Bridge McKenna cầu nguyện cho tôi và đã xem thấy một thị kiến. Chị nói: "Tôi thấy trái đất và có những đốm lửa bắt đầu lập lòe ở nhiều nơi.
cha sẽ được đưa đi rao giảng tình yêu Chúa Giêsu đấng chữa lành ở nhiều nước trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên nhất đó là kể từ lúc đó tôi bắt đầu được mời đến giảng ở nhiều xứ sở ở châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác nói tiếng Pháp. Sau khi tôi đã làm chứng nhân rao giảng tình yêu của Chúa Giêsu đấng chữa lành, quả có rất nhiều ánh lửa đức tin đã được thắp sáng trong vô vàn trái tim. Ngày nay, tôi đã đi khắp hơn 50 nước, ở đó tôi đã chứng kiến tình yêu thương xót của Thiên Chúa chúng ta. Tuy vậy, nhờ quyển sách tôi viết, tôi đã đi vào biết bao gia đình mà tôi không quen biết. Tôi đã đi đến Hung Gia Lợi bằng cách đó, nơi tôi chưa từng đặt chân đến giảng bao giờ. Tôi nhận được lá thư này. Budapest, tháng 2 năm 1988, vào cuối năm 1987, con đã vui thú đọc bản dịch bằng Hung ngữ, quyển sách của cha, Đức Giêsu đang sống. Quyển sách thuật lại cách đơn sơ, vui vẻ, những sự lạ lùng của Thiên Chúa làm đã đem lại cho con tràn đầy hy vọng. Nhưng không phải vì thế mà con viết cho cha, mà vì một cái gì quan trọng hơn thế. Con đau tay phải, bệnh liệt gân khiến không thể viết và làm công việc thường nhật trong gia đình. Một hôm, con phải bỏ hết công việc vì cầm vật gì là vật ấy rơi khỏi tay. Lúc ấy, con bắt đầu đọc sách của cha. Con đọc đến chương mà cha nói về thánh lễ mà cha cử hành cầu cho những độc giả bệnh tật. Con không đọc lời nguyện, song cầu nguyện bằng lời cầu nguyện đơn sơ viết ở đó. Con cảm thấy được bao bọc bởi sức mạnh của Chúa và được thúc đẩy giơ cánh tay lên khi cầu nguyện. Tức khắc, một luồng sức nóng lan khắp cánh tay và ngay lúc đó, đau đớn biến tan. Không những tay phải con được khỏi, mà bây giờ nó còn mạnh hơn tay trái. Ký tên Este Mona. Điều thú vị nhất là chúng tôi không hề biết rằng quyển sách đã được ấn hành và phân phối sau bức màn sắt. Những người làm việc đó đã có một ước muốn loan truyền tin mừng, đến nỗi họ cũng chẳng cần xin chúng tôi cho phép xuất bản. Như Thánh Phaolô, tôi nhắc lại, miễn là Đức Kitô được rao truyền thì tôi vui mừng. Việc Esther Mona được khỏi bệnh là phần thưởng cho tôi, và tôi biết tôi lãnh nó từ tay Chúa. Có những chứng từ khác cũng đẹp đẽ không kém. Chứng từ thứ nhất đã được chính đương sự nói trên đài phát thanh dưới hình thức như sau. Tên tôi là Augusto Cesar Victoriano Bordare. Tôi là sinh viên sĩ quan trong không lực Cộng hòa Dominicana. Tôi được 22 tuổi và ở với cha mẹ. Hôm nay tôi đến nói lời chứng về điều đã làm tôi xúc động và chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đang sống. Ngày 8 tháng 10 năm 1984, tôi được nhập bệnh viện Ramon de Lara thuộc không lực vì tôi thấy đau dữ dội ở lưng và mất hết cảm giác bên chân mặt và hoàn toàn bại liệt ở thần kinh hông cũng bên chân ấy. Tôi không thể đi nếu không dựa vào tường. Do đó rất mau chóng, tôi đã phải ngồi xe lăn mới di chuyển được. Các bác sĩ khám thấy tôi bị thoát vị đĩa cột sống giữa đốt xương 4 và 5. Sau 15 ngày nằm bệnh viện, người ta cho tôi về nhà và bảo tôi phải nghỉ 6 tháng. Chấp nhận bệnh tật ấy thật là điều vô cùng khó khăn đối với tôi, vì tôi rất muốn lái phi cơ chiến đấu và nhảy dù. Thế mà từ nay lại không đi đứng một mình được, mộng ước của đời tôi. Làm phi công trong không lực của đất nước tôi nay đang sắp thành mây khói. Khi tôi trở về nhà, má tôi rất lo buồn, song với lòng tin vào Thiên Chúa, bà đưa cho tôi đọc một quyển sách tựa đề là Đức Giêsu đang sống. Đêm đó tôi cầm lấy sách để đọc, chỉ mới đọc 19 trang thì tôi cảm thấy cần phải cầu nguyện, sợ em trai và em họ nghe thấy, vì chúng ngủ cùng phòng với tôi. Tôi bắt đầu cầu nguyện thầm thì, rồi không biết thế nào mà tôi bỗng nhiên thấy mình đang ca ngợi lớn tiếng. Cũng cùng lúc ấy,
Trên giường bên cạnh, em trai tôi không biết thế nào cũng đang cầu nguyện cho tôi. Đang khi ấy, tôi cảm nghiệm được một cảm giác bình an và yên tĩnh bên trong, cùng một lúc với một cảm giác có một cái gì nhồn nhột trong tất cả thân mình. Tôi gọi em tôi, Charlie, có chuyện gì xảy đến cho anh nè? Anh thấy thân mình mềm mại hơn. Thế là tôi ngồi dậy, muốn gặp mình trên giường. Khi tôi nhận biết là Chúa đã khởi sự tiến trình chữa lành cả xác lẫn hồn, tôi gọi em tôi mà bảo, chúng ta cầu nguyện và tạ ơn Chúa đi. Vào khoảng 1 giờ sáng, em họ tôi thức giấc và hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúa đang chữa bệnh cho Rudy. Em trai tôi đáp lại cách chắc chắn, em họ tôi không hề nghi ngờ một giây nào. Nó la lên, vinh danh Thiên Chúa. Đến 3 giờ sáng, má tôi cũng đến hợp lòng cùng tạ ơn Thiên Chúa. Thế là đêm ấy, Chúa đã chữa lành tôi. Các bác sĩ bảo là chuyện ấy không thể tin được, vì họ nói tôi phải cần độ 6 tháng hồi sức, nhưng mới chỉ hơn 2 tháng, tôi đã đi đứng được hoàn toàn như thường, và tôi lại được về lại đơn vị không lực. Từ khi lành bệnh, tôi đã nhảy dù 6 lần, và đã có 15 giờ bay trên chiến đấu cơ trong thời gian ấy. Tôi có thể chơi thể thao, chạy, và làm tất cả mọi việc như một người khỏe mạnh bình thường. Vinh quang cho Chúa, tôi là một người mới, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cái tuyệt diệu nhất không phải là Chúa đã cho tôi vào lại quân đội, nhưng là Ngài dùng tôi làm nhân chứng cho Ngài giữa những sinh viên sĩ quan. Giờ đây, tôi thuộc về một đạo quân mới, đạo quân công bố sự thật. Chúa Giê-xu đang sống và Ngài ban sự sống cho thân thuộc Ngài. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Giê-xu là đấng thiên sai ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 7 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 với tác phẩm Đức Giê-xu là đấng thiên sai của linh mục Emiliano Tadip và qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Bấy giờ Ngài mới nói cùng họ, hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào mọi sự mà các tiên tri đã nói. Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế, đã rồi mới vào vinh quang của Ngài sao? Và khởi từ Mô-xê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh. Khi họ tới gần làng họ phải đến, nhưng Ngài làm như thể còn ở xa hơn. Họ cố nài ép Ngài rằng, hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày đã xế. Nên Ngài vào nhà để ở lại với họ, và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra, và họ nhận biết Ngài, nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến đi, và họ nói cùng nhau, lòng chúng ta lại đã chẳng cháy bừng bừng, lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho ta đó sao? Ngay giờ đó, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và họ gặp thấy tề tựu cùng nhau có nhóm 11 cùng các bạn. Các người này nói rằng, thực thế, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simon. Còn họ, họ thuật lại các việc xảy ra dọc đàng và làm sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh. Các môn đồ bị tổn thương nặng trong tâm hồn vì Đức Giê-xu đã bị kết án tử hình. Và như thế tất cả các hy vọng cũng như ảo tưởng họ đều tan thành mây khói. Thập giá đối với họ là chuyện không thể hiểu nổi và họ cảm thấy mất đi tất cả những ước vọng phục hưng xứ sở. Vì cái chấn thương ấy, mắt họ không thể thấy rõ thực tại. Họ nói, chúng tôi đã hy vọng rằng như thể họ không còn hy vọng gì nữa. Chính Ngài là đấng sẽ giải thoát Israel. Đức Giê-xu bắt đầu nhắc lại cho họ Kinh Thánh và các tiên tri rằng mọi điều ấy phải xảy ra. Như thế, phần đầu của cuộc chữa lành họ là do lời Chúa. Lời Thiên Chúa tẩy luyện và chữa lành. Đức Giê-xu nói với các môn đồ, các ngươi đã sạch bởi lời ta đã nói với các ngươi.
quả thật không phải cây cỏ hay thuốc dịch đã chữa lành họ, nhưng lạy Chúa, chính lời của Người là thuốc chữa lành mọi sự. Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời chữa lành của Ngài. Lời Thiên Chúa từ bóng tối đã làm bật lên ánh sáng, soi dẫn ta và ban sự sống cho ta. Các môn đồ đã đi 11 cây số mà lãnh ơn chữa lành. Cuộc chữa lành kéo dài suốt quãng đường ấy, như thể muốn cho họ hiểu rằng suốt dọc hành trình đời sống, chúng ta cần lời Chúa chữa lành, lời Chúa như ngọn đèn soi. Đức Giê-xu làm như thể phải đi xa hơn, họ mới nói với Ngài, hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Đức Giê-xu vào nhà và ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra mà trao cho họ. Lúc ấy mắt họ mở ra, Thánh Thể, lời và bánh mở mắt họ ra để họ có thể hiểu được mầu nhiệm sự đau khổ. Cái chữa lành ta không phải là làm mất sự đau khổ đi, song là làm ta hiểu nó. Khi ta đối diện với đấng chịu chết trên thập giá, nhưng đã thắng sự chết, khi ấy ta tìm lại được hy vọng và các vết thương sẽ lành. Người ta thông phần vào sự sống lại, và như thế người ta tìm lại được sự sống mới. Chúa Giê-xu, Thánh Thể là bí tích chữa lành, hay đúng hơn, sự hiện diện cứu độ của Ngài chữa lành cả phần xác, nhưng cách đặc biệt phần tâm hồn. Khi các môn đồ nhận biết Chúa Giê-xu, thái độ của họ đổi khác. Khi trước, họ trở về làng cũ, vừa thất vọng, vừa buồn sầu sau khi được chữa lành sâu xa, cái cay đắng ấy tan biến và mắt họ mở ra. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều lần lắm, cũng một hiện tượng như thế, các vết thương tình cảm gây ra những xáo trộn thể lý. Những cái thường xảy ra nhất là mất ngủ, ung sang, bệnh thần kinh, tê liệt, những trục trặc trong bộ tiêu hóa và có khi đâm mù nữa. Tuy vậy, một khi gốc rễ của vấn đề đã được thanh toán, triệu chứng thể lý liền biến tan. Các môn đồ từ nay đã được lành, có một não trạng mới, cặp mắt mới. Họ nhìn thế giới một cách khác hẳn. Họ không còn tuyệt vọng hay bị áp chế, nhưng tràn ngập vui mừng vì họ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu sống lại. Họ trỗi dậy mau mắn trở về Jerusalem để loan tin mừng cho nhóm 11 đang họp nhau trong phòng tiệc ly. Ai đã được chữa lành bên trong thì trỗi dậy khỏi sự rũ rượi sầu thảm. Không thể thế khác được, họ trở thành chứng nhân và loan báo sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Có nhiều biết bao những người bị chấn thương trong ký ức bởi những biến cố dĩ vãng. Họ cần được chữa lành bởi vì cái vết thương sâu đậm ấy phát sinh sự sợ hãi hoặc u buồn. Tôi đã gặp những người mang trong tim một nỗi niềm cay đắng sâu sắc, làm họ thành người rất khó chịu. Và chính họ cũng từ khước những cử chỉ tình thân, những người ấy, chúng ta đừng xua đuổi họ. Họ cần chúng ta cầu nguyện để họ chặt đứt gốc rễ của các khó khăn của họ. Họ không muốn đau khổ, mà cũng chẳng muốn làm ai đau khổ. Họ bị tổn thương, vì thế họ tung tóe đau thương trên tất cả những ai vây quanh họ. Chúa Giê-xu chữa lành các thương tích của con tim khi chúng ta cầu xin Ngài. Như ta đọc được điều đó trong sách ngôn sứ Malachi, trên các ngươi, những kẻ kính sợ danh ta, sẽ lóe rạng mặt trời đức nghĩa trong tia sáng, mang theo chữa lành. Chúa Giê-xu là mặt trời công chính, và có thể chữa lành những vết thương do bao bất công của cuộc đời gây nên, cũng như người ta tắm nắng để chữa những thương tích ở trên da. Cũng một cách như thế, nếu chúng ta phơi mình trước Chúa Giê-xu, Ngài chữa ta khỏi những thương tích, tình cảm của cuộc sống. Cứ theo tiến trình của việc chữa lành, trái tim được giải thoát khỏi tính căm thù, hờn oán hay cay đắng, rồi chỗ đó được tình yêu chiếm cứ. Tình yêu từ trái tim Chúa Giê-xu chảy ra cuồn cuộn. Chúng ta nỗ lực để tự giải thoát khỏi những oán hờn ấy, nhưng đơn độc một mình, ta không thành công. Ta cần đến một quyền lực cao hơn chữa lành ta. Quyền lực ấy
Chúa Giêsu có, Ngài là đấng làm mới những con tim bệnh hoạn. Chứng từ sau đây chứng tỏ việc chữa lành nội tâm không phải cái gì ma thuật phù phép, nhưng nó đòi hỏi người bệnh phải cộng tác phần mình vào. Nói một cách nào đó thì phải trả giá cho việc ăn năn trở lại, cho dù đó là một ơn tha thứ hay một cái gì ngăn trở đời sống phát triển đến độ sung mãn. Một đôi vợ chồng kia gặp những rắc rối nặng nề, vợ bỏ nhà ra đi sống với một người đàn ông khác, nhưng sau đó ít lâu, chị vợ hối hận vì đã lầm lỡ và muốn trở về. Anh chồng không muốn đón nhận lại, nhưng vì cha sở thôi thúc, anh mở cửa nhà cho chị về, nhưng không mở cửa lòng. Anh không thể nào tha thứ và nối lại niềm tin tưởng nơi vợ anh. Mối tương giao đã bị đứt đoạn, và trái tim anh bị tổn thương, đến mức anh đâm bất lực. Anh đi khám các bác sĩ chuyên môn, họ điều trị anh bằng nội tiết tố và những pha chạy điện, nhưng chẳng có kết quả tích cực nào. Trong một buổi cầu nguyện chữa lành bệnh nội tâm, người ta bảo cho anh biết nguồn gốc của sự bất lực của anh là do anh không thể tha thứ cho vợ mình. Anh thú nhận là điều ấy anh không thể. Thế là, việc đầu tiên mà chúng tôi làm là cầu xin Chúa cho anh ta có can đảm để tha thứ. Cuối cùng, bằng một quyết định của ý chí, anh đã tha thứ. Đó là một nỗ lực quá sức nên anh ngã xuống bất tỉnh trong mấy phút. Sau đó, anh trỗi dậy và trở về nhà với một nét mặt đổi khác. Hôm sau, anh đến bày tỏ, chúng tôi như sống trong một tuần trăng mật mới, có khi còn đẹp hơn tuần trăng mật đầu tiên. Người đàn ông ấy không cần thuốc, không cần điều trị để được khỏi bất lực. Cách cần cho anh ta là chữa căn gốc của vấn đề, tha thứ cho vợ. Một khi cầu nguyện cho anh được lành cái bên trong ấy, và anh đã làm được việc tha thứ, thì vấn đề trục trặc kia biến mất. Chúa muốn ban cho chúng ta một trái tim hiền lành và khiêm nhường như trái tim Ngài. Nhưng để được như thế, chúng ta cầu Ngài chữa lành chúng ta như Ngài đã chữa lành các môn đệ làng Emmau trước đó những buồn sầu, thất vọng. Thời Đức Giêsu, khi phát hiện người nào bị phung hủi, người ta đưa họ rời xa khỏi cộng đồng vì họ trở nên nguy hiểm, làm lây bệnh cho người khác. Nhưng Đức Giêsu là sung mãn sự sống, Ngài sờ đụng người phung hủi và không bị lây, trái lại còn giải thoát họ khỏi bệnh. Chí lý thay lời sứ ngôn đã nói, chính các bệnh tật của chúng tôi Ngài đã mang, chính các đau khổ của chúng tôi Ngài đã vác, và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương dược chữa lành. Đó là điều Đức Giêsu ban cho, sự sống, sức khỏe, vui mừng, bình an và hạnh phúc, bởi vì đối với Ngài chẳng có gì là không thể được. Nếu bạn bị tổn thương, đừng nói, trường hợp thật là tuyệt vọng. Không có trường hợp nào tuyệt vọng cả, mà chỉ có những người đàn ông và đàn bà tuyệt vọng, vì họ không biết Chúa Giêsu. Nhưng từ ngày mà bạn kinh nghiệm được sự gặp gỡ đích thân với Ngài, và bạn khám phá được tình yêu chữa lành của Ngài, tất cả sẽ thay đổi. Thầy đã chẳng nói với con, nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Đức Giêsu nói với bà Martha như thế, và bạn sẽ thấy vinh quang ấy chiếu sáng trong chính đời sống bạn, vì Thiên Chúa sẽ ban cho bạn một trái tim mới, cặp mắt mới, tâm não mới. Bạn có thể là một đàn ông hay một đàn bà đang đắng cay, đầy oán hờn, chỉ trích hết mọi sự, nói xấu mọi việc, và không có gì là vừa ý cả. Nhưng trong mức độ Đức Giêsu biến đổi trái tim bạn, Ngài đổi bạn thành ra một người đàn ông hay đàn bà có đầy những tâm tình của chính trái tim Ngài. Khi ấy, bạn có thể là chứng nhân của nước Thiên Chúa và của quyền năng Người. Nhiều người kết án kẻ khác rằng, thằng ấy thật là đồ xấu xa, nhưng thực ra không có người xấu xa, mà chỉ có những người đàn ông, đàn bà đang vật lộn với những vấn đề khó khăn đang nghiền nát họ. Chúa Giêsu đã đến bẻ gãy xiềng xích và ban cho họ tự do. Cái ta cho là xấu chỉ là cái mà cần Chúa Giêsu
phải chữa lành. Khi tên trộm cướp cùng bị đóng đinh thập giá van này, xin Ngài nhớ đến tôi khi Ngài đến trong nước của Ngài. Đức Giê-xu không đáp, hừ, người đã rất xấu xa, đã cướp của giết người, để tao coi lại đã. Hoặc Ngài cũng không đáp, đợi tao ngày mai bàn chuyện này với cha tao xem, để xem người nghĩ sao về trường hợp của mày. Nhưng vì Thiên Chúa đã ban mọi quyền bính trên trời dưới đất và trong địa ngục cho Đức Giê-xu, cho nên Ngài mới nói chắc chắn với tên trộm cướp, chính hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng là một với ta. Chính như thế mà Thánh Thần trổ sinh trong đời sống ta những hoa trái của tình yêu Ngài. Có những người thay đổi hoàn toàn các tâm tình họ đã có trước kia, đến nỗi những người khác đem vỡ ngỡ hỏi nhau, cái gì đã xảy ra cho hắn vậy? Trước kia hắn rầu rĩ, luôn chỉ trích, lúc nào cũng cay chua, còn bây giờ hắn vui tươi nhẹ nhàng, hắn không còn lê bước nữa, mà phải nói là hắn chạy, hắn bay, hắn quả quyết là Chúa Thánh Thần đã ban cho hắn những cảm tình có trong trái tim Chúa Giê-xu. Ta không thể xét đoán kẻ khác, họ đã bị tổn thương và vì thế họ gây đau thương cho kẻ khác. Thay vì kết án họ, ta phải cầu nguyện cho được lành bệnh con tim. Chúng ta sẽ có những giây phút ngạc nhiên thích thú, bạn sẽ thấy Chúa sẽ dùng bạn thế nào để chữa lành trái tim bị thương của con bạn, vợ bạn hay chồng bạn. Đây là hai mẫu chuyện về chữa lành bên trong. Thiếu phụ Samari được lành mối kình địch chủng tộc đã kéo dài từ thời tổ tiên truyền kiếp hàng thế kỷ giữa người Samari và người Do Thái. Sau khi được chữa lành, chị nhìn nhận Đức Giê-xu là đấng thiên sai và đi kháo láo với mọi người trong thành Samari. Tôi đã gặp Đức Giê-xu. Và rồi chị dẫn họ tới Đức Giê-xu và Ngài vào trong thành họ lưu lại vài ngày. Phê-rô được lành vết thương do các lời chối thầy gây ra. Người ta thấy được việc chữa lành Phê-rô trong tin mừng. Phê-rô đã chối Đức Giê-xu 3 lần ngày thứ 5 tuần thạch. Đang khi thầy bị thẩm vấn bởi ông đại tư tế, thì ngoài sân, các đầy tớ và lính gác đốt đám lửa và ngồi chung quanh sưởi ấm. Một nữ tỳ hỏi Simon, chẳng phải anh cũng là một trong các môn đồ của ông ấy? Phê-rô đáp, không, không phải tôi. Sau một chập, người khác thấy ông thì nói, cả anh nữa, anh cũng thuộc bọn đó. Nhưng Phê-rô nói lại, không phải đâu. Cách chừng 1 giờ sau, một người khác quả quyết, tôi có thấy anh ở trong vườn cùng ông ấy mà. Phê-rô chối thêm một lần nữa, và ngay lúc ấy thì gà gáy. Chúa Giê-xu quay lại nhìn Phê-rô. Phê-rô sực nhớ lại lời Chúa Giê-xu, hôm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết. Phê-rô đã gặp cái nhìn của Chúa Giê-xu, cái nhìn dịu dàng, cái nhìn thông cảm và tha thứ, không chút oán giận hay trách móc. Chính vì cái nhìn yêu thương ấy mà việc chữa lành nội tâm Phê-rô bắt đầu. Sau khi sống lại, khi Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đồ trên bờ hồ Tiberias, Ngài tự tay đốt lửa để nướng cá, dọn bữa ăn, rồi Ngài gọi riêng Phê-rô ra một nơi mà hỏi ông 3 lần. Simon, con có mến thầy không? Phê-rô đáp lại mỗi lần hỏi bằng câu, lạy Chúa, Ngài biết con yêu mến Ngài. Vết thương do 3 lần chối thầy được chữa lành bởi 3 lần bày tỏ tình yêu, cũng như đống lửa nào cũng nhắc Phê-rô không ngừng tới những lời chối thầy, thì đống lửa do Chúa Giê-xu đốt lên trên bờ hồ cũng nhắc ông không ngơi đến tình yêu của ông đối với Chúa Giê-xu. Chương 3. Chúa Giê-xu đang sống. 5 năm sau khi xuất bản quyển Đức Giê-xu đang sống, tôi mới thấy rằng nó nằm trong chương trình của Thiên Chúa, ngay cả trước khi tôi nghĩ sẽ viết nó. Sau một cuộc tĩnh tâm, tôi nói với Faith Smith, tôi cầu nguyện cho rất nhiều người, nhưng rất ít người cầu nguyện cho tôi. Chị có muốn làm điều đó cho tôi không? Chị ấy đã vui vẻ nhận lời. Chị đặt tay trên tôi và sau khi đã cầu nguyện trong tiếng lạ, chị bật cười,
Và lúc ấy chị hỏi tôi, cha đã biết quyển sách nào chưa? Chưa. Ngoài vài bức thư gửi loanh quanh cho bạn bè và đôi bài đăng trên vài tập san. Tôi thấy một thị kiến, ở đó thấy nhiều người vui cười và hân hoan, đang khi đọc một quyển sách mà cha đã viết. Thời gian trôi đi, một hôm Jose Prado xin tôi cho phép anh xuất bản một ít những lời giảng dạy của tôi đã được thâu băng cassette. Tôi đáp, thế tại sao anh không giúp tôi viết một quyển sách? Tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa về 10 năm làm công tác rao truyền tin mừng. Chúng tôi đã đến La Romana Thamnagua, đến Pimento. Chúng tôi đã phỏng vấn một ít người và tôi đã trao lại các tài liệu ấy cho anh. Chúng tôi cùng nhau soạn lại và 6 tháng sau xuất bản quyển Đức Giê-xu đang sống vào năm 1984. Tôi hết sức ngạc nhiên, thấy nó tức khắc được dịch ra nhiều thứ tiếng. Điều kỳ lạ nhất mà những ai đã đọc nó luôn nói với tôi một điều này. Thưa cha, con vui sướng được đọc quyển sách của cha, con đã cười thật nhiều và nó đã cho con nhiều hy vọng. Có những người khác nói là đã khóc và một số khác nói là đã được lành bệnh. Tôi nhận được một lời phê bình tuyệt vời trong lá thư sau đây, đề ngày 27 tháng 11 năm 1984. Cha Emiliano thân mến! Trước hết, con xin cha tha lỗi nếu con viết cho cha với giọng thân tình. Nhưng quả thật, sau khi đọc quyển Đức Giê-xu đang sống, con có cảm tưởng tất cả quyển này chỉ là một lá thư dài cha viết riêng cho con. Bởi vì sứ điệp trong đó thì sáng sủa và tâm tình thương yêu mà cha tỏ ra đối với các anh em của cha trong Chúa Kitô thì lộ ra rõ ràng đến nỗi ai ai cũng phải cảm thấy ít nhất là lòng biết ơn và yêu mến đối với người mà Chúa Giê-xu đã dùng để truyền sứ điệp này. Xin cha nhận nơi đây tâm tình thán phục, tôn trọng và lời chào thắm thiết của một người anh em của cha trong Chúa Kitô Giê-xu. Ký tên Rafael Gutierrez. Trong kỳ đại hội nghị đại kết ở Kansas City, Hoa Kỳ, với 45.000 người tham dự, nữ tu Bridge McKenna cầu nguyện cho tôi và đã xem thấy một thị kiến. Chị nói, tôi thấy trái đất và có những đốm lửa bắt đầu lập lòe ở nhiều nơi. Cha sẽ được đưa đi giao giảng tình yêu Chúa Giê-xu đấng chữa lành ở nhiều nước trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên nhất đó là kể từ lúc đó tôi bắt đầu được mời đến giảng ở nhiều xứ sở ở châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác nói tiếng Pháp. Sau khi tôi đã làm chứng nhân giao giảng tình yêu của Chúa Giê-xu đấng chữa lành, quả có rất nhiều ánh lửa đức tin đã được thắp sáng trong vô vàn trái tim. Ngày nay, tôi đã đi khắp hơn 50 nước, ở đó tôi đã chứng kiến tình yêu thương xót của Thiên Chúa chúng ta. Tuy vậy, nhờ quyển sách tôi viết, tôi đã đi vào biết bao gia đình mà tôi không quen biết. Tôi đã đi đến Hung Gia Lợi bằng cách đó, nơi tôi chưa từng đặt chân đến giảng bao giờ. Tôi nhận được lá thư này. Budapest, tháng 2 năm 1988, vào cuối năm 1987, con đã vui thú đọc bản dịch bằng Hung ngữ quyển sách của cha Đức Giê-xu đang sống. Quyển sách thuật lại cách đơn sơ, vui vẻ, những sự lạ lùng của Thiên Chúa làm đã đem lại cho con tràn đầy hy vọng. Nhưng không phải vì thế mà con viết cho cha, mà vì một cái gì quan trọng hơn thế. Con đau tay phải, bệnh liệt gân khiến không thể viết và làm công việc thường nhật trong gia đình. Một hôm, con phải bỏ hết công việc vì cầm vật gì là vật ấy rơi khỏi tay. Lúc ấy con bắt đầu đọc sách của cha. Con đọc đến chương mà cha nói về thánh lễ mà cha cử hành cầu cho những độc giả bệnh tật. Con không đọc lời nguyện, song cầu nguyện bằng lời cầu nguyện đơn sơ viết ở đó. Con cảm thấy được bao bọc bởi sức mạnh của Chúa và được thúc đẩy giơ cánh tay lên khi cầu nguyện. Tức khắc, một luồng sức nóng lan khắp cánh tay và ngay lúc đó,
đau đớn biến tan. Không những tay phải con được khỏi, mà bây giờ nó còn mạnh hơn tay trái. Ký tên Este Mona. Điều thú vị nhất là chúng tôi không hề biết rằng quyển sách đã được ấn hành và phân phối sau bức màn sắt. Những người làm việc đó đã có một ước muốn loan truyền tin mừng, đến nỗi họ cũng chẳng cần xin chúng tôi cho phép xuất bản. Như Thánh Phaolô, tôi nhắc lại, miễn là Đức Kitô được rao truyền thì tôi vui mừng. Việc Esther Mona được khỏi bệnh là phần thưởng cho tôi, và tôi biết tôi lãnh nó từ tay Chúa. Có những chứng từ khác cũng đẹp đẽ không kém. Chứng từ thứ nhất đã được chính đương sự nói trên đài phát thanh dưới hình thức như sau. Tên tôi là Augusto Cesar Victoriano Bordare. Tôi là sinh viên sĩ quan trong không lực Cộng hòa Dominicana. Tôi được 22 tuổi và ở với cha mẹ. Hôm nay tôi đến nói lời chứng về điều đã làm tôi xúc động và chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đang sống. Ngày 8 tháng 10 năm 1984, tôi được nhập bệnh viện Ramon de Lara thuộc không lực vì tôi thấy đau dữ dội ở lưng và mất hết cảm giác bên chân mặt và hoàn toàn bại liệt ở thần kinh hông cũng bên chân ấy. Tôi không thể đi nếu không dựa vào tường. Do đó rất mau chóng, tôi đã phải ngồi xe lăn mới di chuyển được. Các bác sĩ khám thấy tôi bị thoát vị đĩa cột sống giữa đốt xương 4 và 5. Sau 15 ngày nằm bệnh viện, người ta cho tôi về nhà và bảo tôi phải nghỉ 6 tháng. Chấp nhận bệnh tật ấy thật là điều vô cùng khó khăn đối với tôi, vì tôi rất muốn lái phi cơ chiến đấu và nhảy dù. Thế mà từ nay lại không đi đứng một mình được, mộng ước của đời tôi, làm phi công trong không lực của đất nước tôi, nay đang sắp thành mây khói. Khi tôi trở về nhà, má tôi rất lo buồn, song với lòng tin vào Thiên Chúa, bà đưa cho tôi đọc một quyển sách tựa đề là Đức Giêsu đang sống. Đêm đó tôi cầm lấy sách để đọc, chỉ mới đọc 19 trang thì tôi cảm thấy cần phải cầu nguyện. Sợ em trai và em họ nghe thấy, vì chúng ngủ cùng phòng với tôi bắt đầu cầu nguyện thầm thì. Rồi không biết thế nào mà tôi bỗng nhiên thấy mình đang ca ngợi lớn tiếng. Cũng cùng lúc ấy, trên giường bên cạnh, em trai tôi không biết thế nào cũng đang cầu nguyện cho tôi. Đang khi ấy tôi cảm nghiệm được một cảm giác bình an và yên tĩnh bên trong, cùng một lúc với một cảm giác có một cái gì nhồn nhột trong tất cả thân mình, tôi gọi em tôi, Charlie, có chuyện gì xảy đến cho anh nè? Anh thấy thân mình mềm mại hơn. Thế là tôi ngồi dậy, muốn gặp mình trên giường. Khi tôi nhận biết là Chúa đã khởi sự tiến trình chữa lành cả xác lẫn hồn, tôi gọi em tôi mà bảo, chúng ta cầu nguyện và tạ ơn Chúa đi. Vào khoảng 1 giờ sáng, em họ tôi thức giấc và hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúa đang chữa bệnh cho Rudy. Em trai tôi đáp lại cách chắc chắn. Em họ tôi không hề nghi ngờ một giây nào. Nó la lên, vinh danh Thiên Chúa. Đến 3 giờ sáng, má tôi cũng đến hợp lòng cùng tạ ơn Thiên Chúa. Thế là đêm ấy, Chúa đã chữa lành tôi. Các bác sĩ bảo là chuyện ấy không thể tin được, vì họ nói tôi phải cần độ 6 tháng hồi sức, nhưng mới chỉ hơn 2 tháng, tôi đã đi đứng được hoàn toàn như thường, và tôi lại được về lại đơn vị không lực. Từ khi lành bệnh, tôi đã nhảy dù 6 lần, và đã có 15 giờ bay trên chiến đấu cơ trong thời gian ấy. Tôi có thể chơi thể thao, chạy, và làm tất cả mọi việc như một người khỏe mạnh bình thường. Vinh quang cho Chúa, tôi là một người mới, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cái tuyệt diệu nhất không phải là Chúa đã cho tôi vào lại quân đội, nhưng là Ngài dùng tôi làm nhân chứng cho Ngài giữa những sinh viên sĩ quan. Giờ đây, tôi thuộc về một đạo quân mới, đạo quân công bố sự thật, Chúa Giêsu đang sống và Ngài ban sự sống cho thân thuộc Ngài. Thưa quý thính giả,
Chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Giê-xu là Đấng Thiên Sai ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 7 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 với tác phẩm Đức Giê-xu là Đấng Thiên Sai của linh mục Emiliano Tadip và qua phần diễn đọc của Minh Yến và Kim Hà. Bấy giờ Ngài mới nói cùng họ, hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào mọi sự mà các tiên tri đã nói. Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế, đã rồi mới vào vinh quang của Ngài sao? Và khởi từ Mô-xê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh. Khi họ tới gần làng họ phải đến, nhưng Ngài làm như thể còn ở xa hơn. Họ cố nài ép Ngài rằng, hãy ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều và ngày đã xế. Nên Ngài vào nhà để ở lại với họ, và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra, và họ nhận biết Ngài, nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến đi, và họ nói cùng nhau, lòng chúng ta lại đã chẳng cháy bừng bừng. Lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho ta đó sao? Ngay giờ đó, họ trỗi dậy trở về Jerusalem và họ gặp thấy tề tựu cùng nhau có nhóm 11 cùng các bạn. Các người này nói rằng, thực thế, Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simon. Còn họ, họ thuật lại các việc xảy ra dọc đàng và làm sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh. Các môn đồ bị tổn thương nặng trong tâm hồn vì Đức Giê-xu đã bị kết án tử hình. Và như thế tất cả các hy vọng cũng như ảo tưởng họ đều tan thành mây khói. Thập giá đối với họ là chuyện không thể hiểu nổi và họ cảm thấy mất đi tất cả những ước vọng phục hưng xứ sở. Vì cái chấn thương ấy mắt họ không thể thấy rõ thực tại. Họ nói, chúng tôi đã hy vọng rằng như thể họ không còn hy vọng gì nữa. Chính Ngài là Đấng sẽ giải thoát Israel. Đức Giê-xu bắt đầu nhắc lại cho họ Kinh Thánh và các tiên tri rằng mọi điều ấy phải xảy ra. Như thế, phần đầu của cuộc chữa lành họ là do lời Chúa. Lời Thiên Chúa tẩy luyện và chữa lành. Đức Giê-xu nói với các môn đồ, các ngươi đã sạch bởi lời ta đã nói với các ngươi. Quả thật không phải cây cỏ hay thuốc rịt đã chữa lành họ, nhưng lạy Chúa, chính lời của người là thuốc chữa lành mọi sự. Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời chữa lành của Ngài. Lời Thiên Chúa từ bóng tối đã làm bật lên ánh sáng, soi dẫn ta và ban sự sống cho ta. Các môn đồ đã đi 11 cây số mà lãnh ơn chữa lành. Cuộc chữa lành kéo dài suốt quãng đường ấy, như thể muốn cho họ hiểu rằng suốt dọc hành trình đời sống, chúng ta cần lời Chúa chữa lành, lời Chúa như ngọn đèn soi. Đức Giê-xu làm như thể phải đi xa hơn, họ mới nói với Ngài, hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Đức Giê-xu vào nhà và ngồi vào bàn ăn với họ, Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra mà trao cho họ. Lúc ấy mắt họ mở ra. Thánh thể, lời và bánh mở mắt họ ra để họ có thể hiểu được mầu nhiệm sự đau khổ. Cái chữa lành ta không phải là làm mất sự đau khổ đi, song là làm ta hiểu nó. Khi ta đối diện với đấng chịu chết trên thập giá, nhưng đã thắng sự chết, khi ấy ta tìm lại được hy vọng và các vết thương sẽ lành, người ta thông phần vào sự sống lại, và như thế người ta tìm lại được sự sống mới. Chúa Giê-xu, thánh thể là bí tích chữa lành, hay đúng hơn, sự hiện diện cứu độ của Ngài chữa lành cả phần xác, nhưng cách đặc biệt phần tâm hồn. Khi các môn đồ nhận biết Chúa Giê-xu, thái độ của họ đổi khác. Khi trước, họ trở về làng cũ, vừa thất vọng, vừa buồn sầu. Sau khi được chữa lành sâu xa, cái cay đắng ấy tan biến và mắt họ mở ra. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều lần lắm
cũng một hiện tượng như thế, các vết thương tình cảm gây ra những xáo trộn thể lý. Những cái thường xảy ra nhất là mất ngủ, ung sang, bệnh thần kinh, tê liệt, những trục trặc trong bộ tiêu hóa và có khi đâm mù nữa. Tuy vậy, một khi gốc rễ của vấn đề đã được thanh toán, triệu chứng thể lý liền biến tan. Các môn đồ từ nay đã được lành, có một não trạng mới, cặp mắt mới, họ nhìn thế giới một cách khác hẳn. Họ không còn tuyệt vọng hay bị áp chế, nhưng tràn ngập vui mừng vì họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu sống lại. Họ trỗi dậy mau mắn trở về Jerusalem để loan tin mừng cho nhóm 11 đang họp nhau trong phòng tiệc ly. Ai đã được chữa lành bên trong thì trỗi dậy khỏi sự rũ rượi sầu thảm. Không thể thế khác được, họ trở thành chứng nhân và loan báo sự phục sinh của Chúa Giêsu. Có nhiều biết bao những người bị chấn thương trong ký ức bởi những biến cố dĩ vãng, họ cần được chữa lành bởi vì cái vết thương sâu đậm ấy phát sinh sự sợ hãi hoặc u buồn. Tôi đã gặp những người mang trong tim một nỗi niềm cay đắng sâu sắc, làm họ thành người rất khó chịu, và chính họ cũng từ khước những cử chỉ tình thân. Những người ấy, chúng ta đừng xua đuổi họ, họ cần chúng ta cầu nguyện để họ chặt đứt gốc rễ của các khó khăn của họ. Họ không muốn đau khổ, mà cũng chẳng muốn làm ai đau khổ. Họ bị tổn thương, vì thế họ tung tóe đau thương trên tất cả những ai vây quanh họ. Chúa Giêsu chữa lành các thương tích của con tim khi chúng ta cầu xin Ngài. Như ta đọc được điều đó trong sách ngôn sứ Malachi, trên các ngươi, những kẻ kính sợ danh ta, sẽ lóe rạng mặt trời đức nghĩa trong tia sáng, mang theo chữa lành. Chúa Giêsu là mặt trời công chính và có thể chữa lành những vết thương do bao bất công của cuộc đời gây nên, cũng như người ta tắm nắng để chữa những thương tích ở trên da. Cũng một cách như thế, nếu chúng ta phơi mình trước Chúa Giêsu, Ngài chữa ta khỏi những thương tích tình cảm của cuộc sống. Cứ theo tiến trình của việc chữa lành, trái tim được giải thoát khỏi tính căm thù, hờn oán hay cay đắng, rồi chỗ đó được tình yêu chiếm cứ. Tình yêu từ trái tim Chúa Giêsu chảy ra cuồn cuộn. Chúng ta nỗ lực để tự giải thoát khỏi những oán hờn ấy, nhưng đơn độc một mình, ta không thành công. Ta cần đến một quyền lực cao hơn chữa lành ta. Quyền lực ấy, Chúa Giêsu có, Ngài là đấng làm mới những con tim bệnh hoạn. Chứng từ sau đây chứng tỏ việc chữa lành nội tâm không phải cái gì ma thuật phù phép, nhưng nó đòi hỏi người bệnh phải cộng tác phần mình vào. Nói một cách nào đó thì phải trả giá cho việc ăn năn trở lại, cho dù đó là một ơn tha thứ hay một cái gì ngăn trở đời sống phát triển đến độ sung mãn. Một đôi vợ chồng kia gặp những rắc rối nặng nề. Vợ bỏ nhà ra đi sống với một người đàn ông khác, nhưng sau đó ít lâu, chị vợ hối hận vì đã lầm lỡ và muốn trở về. Anh chồng không muốn đón nhận lại, nhưng vì cha sở thôi thúc, anh mở cửa nhà cho chị về, nhưng không mở cửa lòng. Anh không thể nào tha thứ và nối lại niềm tin tưởng nơi vợ anh. Mối tương giao đã bị đứt đoạn, và trái tim anh bị tổn thương, đến mức anh đâm bất lực. Anh đi khám các bác sĩ chuyên môn, họ điều trị anh bằng nội tiết tố và những pha chạy điện, nhưng chẳng có kết quả tích cực nào. Trong một buổi cầu nguyện chữa lành bệnh nội tâm, người ta bảo cho anh biết nguồn gốc của sự bất lực của anh là do anh không thể tha thứ cho vợ mình. Anh thú nhận là điều ấy anh không thể. Thế là, việc đầu tiên mà chúng tôi làm là cầu xin Chúa cho anh ta có can đảm để tha thứ. Cuối cùng, bằng một quyết định của ý chí, anh đã tha thứ. Đó là một nỗ lực quá sức nên anh ngã xuống bất tỉnh trong mấy phút. Sau đó, anh trỗi dậy và trở về nhà với một nét mặt đổi khác. Hôm sau, anh đến bày tỏ, chúng tôi như sống trong một tuần trăng mật mới, có khi còn đẹp hơn tuần trăng mật đầu tiên. Người đàn ông ấy không cần thuốc, không cần điều trị để được khỏi bất lực. Cách cần cho anh ta là chữa căn gốc của vấn đề, tha thứ cho vợ.
một khi cầu nguyện cho anh được lành cái bên trong ấy và anh đã làm được việc tha thứ, thì vấn đề trục trặc kia biến mất. Chúa muốn ban cho chúng ta một trái tim hiền lành và khiêm nhường như trái tim Ngài. Nhưng để được như thế, chúng ta cầu Ngài chữa lành chúng ta như Ngài đã chữa lành các môn đệ làng Emmau trước đó những buồn sầu, thất vọng. Thời Đức Giê-xu, khi phát hiện người nào bị phung hủi, người ta đưa họ rời xa khỏi cộng đồng vì họ trở nên nguy hiểm, làm lây bệnh cho người khác. Nhưng Đức Giê-xu là sung mãn sự sống. Ngài sờ đụng người phung hủi và không bị lây, trái lại còn giải thoát họ khỏi bệnh. Chí lý thay lời sứ ngôn đã nói, chính các bệnh tật của chúng tôi Ngài đã mang, chính các đau khổ của chúng tôi Ngài đã vác, và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương dược chữa lành. Đó là điều Đức Giê-xu ban cho, sự sống, sức khỏe, vui mừng, bình an và hạnh phúc. Bởi vì đối với Ngài chẳng có gì là không thể được. Nếu bạn bị tổn thương, đừng nói, trường hợp thật là tuyệt vọng. Không có trường hợp nào tuyệt vọng cả, mà chỉ có những người đàn ông và đàn bà tuyệt vọng, vì họ không biết Chúa Giê-xu. Nhưng từ ngày mà bạn kinh nghiệm được sự gặp gỡ đích thân với Ngài, và bạn khám phá được tình yêu chữa lành của Ngài, tất cả sẽ thay đổi. Thầy đã chẳng nói với con, nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Đức Giê-xu nói với bà Ma-ta như thế, và bạn sẽ thấy vinh quang ấy chiếu sáng trong chính đời sống bạn, vì Thiên Chúa sẽ ban cho bạn một trái tim mới, cặp mắt mới, tâm não mới. Bạn có thể là một đàn ông hay một đàn bà đang đắng cay, đầy oán hờn, chỉ trích hết mọi sự, nói xấu mọi việc, và không có gì là vừa ý cả. Nhưng trong mức độ Đức Giê-xu biến đổi trái tim bạn, Ngài đổi bạn thành ra một người đàn ông hay đàn bà có đầy những tâm tình của chính trái tim Ngài. Khi ấy, bạn có thể là chứng nhân của nước Thiên Chúa và của quyền năng Người. Nhiều người kết án kẻ khác rằng, thằng ấy thật là đồ xấu xa, nhưng thực ra không có người xấu xa, mà chỉ có những người đàn ông, đàn bà đang vật lộn với những vấn đề khó khăn đang nghiền nát họ. Chúa Giê-xu đã đến bẻ gãy xiềng xích và ban cho họ tự do. Cái ta cho là xấu chỉ là cái mà cần Chúa Giê-xu phải chữa lành. Khi tên trộm cướp cùng bị đóng đinh thập giá van nài, xin Ngài nhớ đến tôi khi Ngài đến trong nước của Ngài. Đức Giê-xu không đáp, hừ, người đã rất xấu xa, đã cướp của giết người, để tao coi lại đã. Hoặc Ngài cũng không đáp, đợi tao ngày mai bàn chuyện này với cha tao xem, để xem người nghĩ sao về trường hợp của mày. Nhưng vì Thiên Chúa đã ban mọi quyền bính trên trời dưới đất và trong địa ngục cho Đức Giê-xu, cho nên Ngài mới nói chắc chắn với tên trộm cướp, chính hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng là một với ta. Chính như thế mà Thánh Thần trổ sinh trong đời sống ta những hoa trái của tình yêu Ngài. Có những người thay đổi hoàn toàn các tâm tình họ đã có trước kia, đến nỗi những người khác đem bỡ ngỡ hỏi nhau, cái gì đã xảy ra cho hắn vậy? Trước kia hắn rầu rĩ, luôn chỉ trích, lúc nào cũng cay chua, còn bây giờ hắn vui tươi nhẹ nhàng, hắn không còn lê bước nữa, mà phải nói là hắn chạy, hắn bay. Hắn quả quyết là Chúa Thánh Thần đã ban cho hắn những cảm tình có trong trái tim Chúa Giê-xu. Ta không thể xét đoán kẻ khác, họ đã bị tổn thương và vì thế họ gây đau thương cho kẻ khác. Thay vì kết án họ, ta phải cầu nguyện cho được lành bệnh con tim. Chúng ta sẽ có những giây phút ngạc nhiên thích thú, bạn sẽ thấy Chúa sẽ dùng bạn thế nào để chữa lành trái tim bị thương của con bạn, vợ bạn hay chồng bạn. Đây là hai mẫu chuyện về chữa lành bên trong. Thiếu phụ Samari được lành mối kình địch chủng tộc
đã kéo dài từ thời tổ tiên truyền kiếp hàng thế kỷ giữa người Samari và người Do Thái. Sau khi được chữa lành, chị nhìn nhận Đức Giê-xu là đấng thiên sai và đi kháo láo với mọi người trong thành Samari. Tôi đã gặp Đức Giê-xu. Và rồi chị dẫn họ tới Đức Giê-xu và Ngài vào trong thành họ lưu lại vài ngày. Phêrô được lành vết thương do các lời chối thầy gây ra. Người ta thấy được việc chữa lành Phêrô trong tin mừng. Phêrô đã chối Đức Giê-xu 3 lần ngày thứ năm tuần thánh. Đang khi thầy bị thẩm vấn bởi ông đại tư tế, thì ngoài sân, các đầy tớ và lính gác đốt đám lửa và ngồi chung quanh sưởi ấm. Một nữ tỳ hỏi Simon, chẳng phải anh cũng là một trong các môn đồ của ông ấy? Phêrô đáp, không, không phải tôi. Sau một chập, người khác thấy ông thì nói, cả anh nữa, anh cũng thuộc bọn đó. Nhưng Phêrô nói lại, không phải đâu. Cách chừng 1 giờ sau, một người khác quả quyết, tôi có thấy anh ở trong vườn cùng ông ấy mà. Phêrô chối thêm một lần nữa, và ngay lúc ấy thì gà gáy. Chúa Giê-xu quay lại nhìn Phêrô. Phêrô sực nhớ lại lời Chúa Giê-xu, hôm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết. Phêrô đã gặp cái nhìn của Chúa Giê-xu, cái nhìn dịu dàng, cái nhìn thông cảm và tha thứ, không chút oán giận hay trách móc. Chính vì cái nhìn yêu thương ấy mà việc chữa lành nội tâm Phêrô bắt đầu. Sau khi sống lại, khi Chúa Giê-xu hiện ra cho các môn đồ trên bờ hồ Tiberias, Ngài tự tay đốt lửa để nướng cá, dọn bữa ăn, rồi Ngài gọi riêng Phêrô ra một nơi mà hỏi ông 3 lần. Simon, con có mến thầy không? Phêrô đáp lại mỗi lần hỏi bằng câu, lạy Chúa, Ngài biết con yêu mến Ngài. Vết thương do 3 lần chối thầy được chữa lành bởi 3 lần bày tỏ tình yêu, cũng như đống lửa nào cũng nhắc Phêrô không ngừng tới những lời chối thầy, thì đống lửa do Chúa Giê-xu đốt lên trên bờ hồ cũng nhắc ông không ngơi đến tình yêu của ông đối với Chúa Giê-xu. Chương 3. Chúa Giê-xu đang sống. 5 năm sau khi xuất bản quyển Đức Giê-xu đang sống, tôi mới thấy rằng nó nằm trong chương trình của Thiên Chúa, ngay cả trước khi tôi nghĩ sẽ viết nó. Sau một cuộc tĩnh tâm, tôi nói với Faith Smith, tôi cầu nguyện cho rất nhiều người, nhưng rất ít người cầu nguyện cho tôi. Chị có muốn làm điều đó cho tôi không? Chị ấy đã vui vẻ nhận lời. Chị đặt tay trên tôi và sau khi đã cầu nguyện trong tiếng lạ, chị bật cười và lúc ấy chị hỏi tôi, cha đã biết quyển sách nào chưa? Chưa. Ngoài vài bức thư gửi loanh quanh cho bạn bè và đôi bài đăng trên vài tập san. Tôi thấy một thị kiến, ở đó thấy nhiều người vui cười và hân hoan, đang khi đọc một quyển sách mà cha đã viết. Thời gian trôi đi. Một hôm, Jose Brado xin tôi cho phép anh xuất bản một ít những lời giảng dạy của tôi đã được thâu băng cassette. Tôi đáp, thế tại sao anh không giúp tôi viết một quyển sách? Tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa về 10 năm làm công tác giao truyền tin mừng. Chúng tôi đã đến La Romana Thamnagua, đến Pimento. Chúng tôi đã phỏng vấn một ít người và tôi đã trao lại các tài liệu ấy cho anh. Chúng tôi cùng nhau soạn lại và 6 tháng sau xuất bản quyển Đức Giê-xu đang sống vào năm 1984. Tôi hết sức ngạc nhiên, thấy nó tức khắc được dịch ra nhiều thứ tiếng. Điều kỳ lạ nhất mà những ai đã đọc nó luôn nói với tôi một điều này. Thưa cha, con vui sướng được đọc quyển sách của cha, con đã cười thật nhiều và nó đã cho con nhiều hy vọng. Có những người khác nói là đã khóc, và một số khác nói là đã được lành bệnh. Tôi nhận được một lời phê bình tuyệt vời trong lá thư sau đây, đề ngày 27 tháng 11 năm 1984. Cha Emiliano thân mến, trước hết, con xin cha tha lỗi nếu con viết cho cha với giọng thân tình. Nhưng quả thật,
sau khi đọc quyền Đức Giêsu đang sống, con có cảm tưởng tất cả quyền này chỉ là một lá thư dài cha viết riêng cho con, bởi vì sứ điệp trong đó thì sáng sủa và tâm tình thương yêu mà cha tỏ ra đối với các anh em của cha trong Chúa Kitô thì lộ ra rõ ràng đến nỗi ai ai cũng phải cảm thấy ít nhất là lòng biết ơn và yêu mến đối với người mà Chúa Giêsu đã dùng để truyền sứ điệp này. Xin cha nhận nơi đây tâm tình thán phục, tôn trọng và lời chào thắm thiết của một người anh em của cha trong Chúa Kitô Giêsu. Ký tên Rafael Gutierrez. Trong kỳ đại hội nghị đại kết ở Kansas City, Hoa Kỳ, với 45.000 người tham dự, nữ tu Bridge McKenna cầu nguyện cho tôi và đã xem thấy một thị kiến. Chị nói, tôi thấy trái đất và có những đốm lửa bắt đầu lập lòe ở nhiều nơi. Cha sẽ được đưa đi giao giảng tình yêu Chúa Giêsu, đấng chữa lành ở nhiều nước trên thế giới. Điều đáng ngạc nhiên nhất đó là kể từ lúc đó tôi bắt đầu được mời đến giảng ở nhiều xứ sở ở châu Mỹ Latin và nhiều nơi khác nói tiếng Pháp. Sau khi tôi đã làm chứng nhân giao giảng tình yêu của Chúa Giêsu đấng chữa lành, quả có rất nhiều ánh lửa đức tin đã được thắp sáng trong vô vàn trái tim. Ngày nay, tôi đã đi khắp hơn 50 nước, ở đó tôi đã chứng kiến tình yêu thương xót của Thiên Chúa chúng ta. Tuy vậy, nhờ quyển sách tôi viết, tôi đã đi vào biết bao gia đình mà tôi không quen biết. Tôi đã đi đến Hung Gia Lợi bằng cách đó, nơi tôi chưa từng đặt chân đến giảng bao giờ. Tôi nhận được lá thư này. Budapest, tháng 2 năm 1988, vào cuối năm 1987, con đã vui thú đọc bản dịch bằng Hung ngữ quyển sách của cha Đức Giêsu đang sống. Quyển sách thuật lại cách đơn sơ, vui vẻ, những sự lạ lùng của Thiên Chúa làm đã đem lại cho con tràn đầy hy vọng. Nhưng không phải vì thế mà con viết cho cha, mà vì một cái gì quan trọng hơn thế. Con đau tay phải, bệnh liệt gân khiến không thể viết và làm công việc thường nhật trong gia đình. Một hôm, con phải bỏ hết công việc vì cầm vật gì là vật ấy rơi khỏi tay. Lúc ấy con bắt đầu đọc sách của cha. Con đọc đến chương mà cha nói về thánh lễ mà cha cử hành cầu cho những độc giả bệnh tật. Con không đọc lời nguyện, song cầu nguyện bằng lời cầu nguyện đơn sơ viết ở đó. Con cảm thấy được bao bọc bởi sức mạnh của Chúa và được thúc đẩy giơ cánh tay lên khi cầu nguyện. Tức khắc, một luồng sức nóng lan khắp cánh tay và ngay lúc đó, đau đớn biến tan. Không những tay phải con được khỏi, mà bây giờ nó còn mạnh hơn tay trái. Ký tên Este Mona. Điều thú vị nhất là chúng tôi không hề biết rằng quyển sách đã được ấn hành và phân phối sau bức màn sắt. Những người làm việc đó đã có một ước muốn loan truyền tin mừng, đến nỗi họ cũng chẳng cần xin chúng tôi cho phép xuất bản. Như Thánh Phaolô, tôi nhắc lại, miễn là Đức Kitô được giao truyền thì tôi vui mừng. Việc Esther Mona được khỏi bệnh là phần thưởng cho tôi, và tôi biết tôi lãnh nó từ tay Chúa. Có những chứng từ khác cũng đẹp đẽ không kém. Chứng từ thứ nhất đã được chính đương sự nói trên đài phát thanh dưới hình thức như sau. Tên tôi là Augusto Cesar Victoriano Bordare. Tôi là sinh viên sĩ quan trong không lực Cộng hòa Dominicana. Tôi được 22 tuổi và ở với cha mẹ. Hôm nay tôi đến nói lời chứng về điều đã làm tôi xúc động và chứng tỏ rằng Chúa Giêsu đang sống. Ngày 8 tháng 10 năm 1984, tôi được nhập bệnh viện Ramon de Lara thuộc không lực vì tôi thấy đau dữ dội ở lưng và mất hết cảm giác bên chân mặt và hoàn toàn bại liệt ở thần kinh hông cũng bên chân ấy. Tôi không thể đi nếu không dựa vào tường. Do đó rất mau chóng, tôi đã phải ngồi xe lăn mới di chuyển được.
Các bác sĩ khám thấy tôi bị thoát vị đĩa cột sống giữa đốt xương 4 và 5. Sau 15 ngày nằm bệnh viện, người ta cho tôi về nhà và bảo tôi phải nghỉ 6 tháng. Chấp nhận bệnh tật ấy thật là điều vô cùng khó khăn đối với tôi, vì tôi rất muốn lái phi cơ chiến đấu và nhảy dù. Thế mà từ nay lại không đi đứng một mình được, mộng ước của đời tôi, làm phi công trong không lực của đất nước tôi, nay đang sắp thành mây khói. Khi tôi trở về nhà, má tôi rất lo buồn, song với lòng tin vào Thiên Chúa, bà đưa cho tôi đọc một quyển sách tựa đề là Đức Giê-xu đang sống. Đêm đó tôi cầm lấy sách để đọc, chỉ mới đọc 19 trang thì tôi cảm thấy cần phải cầu nguyện. Sợ em trai và em họ nghe thấy, vì chúng ngủ cùng phòng với tôi bắt đầu cầu nguyện thầm thì. Rồi không biết thế nào mà tôi bỗng nhiên thấy mình đang ca ngợi lớn tiếng. Cũng cùng lúc ấy, trên giường bên cạnh, em trai tôi không biết thế nào cũng đang cầu nguyện cho tôi. Đang khi ấy tôi cảm nghiệm được một cảm giác bình an và yên tĩnh bên trong, cùng một lúc với một cảm giác có một cái gì nhồn nhột trong tất cả thân mình. Tôi gọi em tôi, Charlie, có chuyện gì xảy đến cho anh nè? Anh thấy thân mình mềm mại hơn. Thế là tôi ngồi dậy, muốn gặp mình trên giường. Khi tôi nhận biết là Chúa đã khởi sự tiến trình chữa lành cả xác lẫn hồn, tôi gọi em tôi mà bảo, chúng ta cầu nguyện và tạ ơn Chúa đi. Vào khoảng 1 giờ sáng, em họ tôi thức giấc và hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúa đang chữa bệnh cho Rudy. Em trai tôi đáp lại cách chắc chắn. Em họ tôi không hề nghi ngờ một giây nào. Nó la lên, vinh danh Thiên Chúa. Đến 3 giờ sáng, má tôi cũng đến hợp lòng cùng tạ ơn Thiên Chúa. Thế là đêm ấy, Chúa đã chữa lành tôi. Các bác sĩ bảo là chuyện ấy không thể tin được, vì họ nói tôi phải cần độ 6 tháng hồi sức, nhưng mới chỉ hơn 2 tháng, tôi đã đi đứng được hoàn toàn như thường, và tôi lại được về lại đơn vị không lực. Từ khi lành bệnh, tôi đã nhảy dù 6 lần, và đã có 15 giờ bay trên chiến đấu cơ trong thời gian ấy. Tôi có thể chơi thể thao, chạy, và làm tất cả mọi việc như một người khỏe mạnh bình thường. Vinh quang cho Chúa, tôi là một người mới, thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cái tuyệt diệu nhất không phải là Chúa đã cho tôi vào lại quân đội, nhưng là Ngài dùng tôi làm nhân chứng cho Ngài giữa những sinh viên sĩ quan. Giờ đây tôi thuộc về một đạo quân mới, đạo quân công bố sự thật, Chúa Giê-xu đang sống và Ngài ban sự sống cho thân thuộc Ngài. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Giê-xu là đấng thiên sai ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 7 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.